chương 1881, nói với hắn là ta xin lỗi mọi người thảo luận một phen, cuối cùng. Đại Tần Vương mở miệng, ngư bách đạo, Hạ Long võ không muốn đến, ngươi là y có quan hệ thân thiết nhất với Tô Vũ trong số các vĩnh hằng Việc này làm phiền ngươi đi một chuyến, tận lực đạt thành nhất trí với Tô Vũ, tuy nhân tộc tranh thủ một chút lợi ích, trong đáng y, ngư bách đạo nói thẳng. Việc này không dễ làm, nếu Tô Vũ là người chịu nghe lời người khác thì hắn sẽ không chạy từ Đại Hạ Phủ đến Đại Minh Phủ, từ đại minh phủ chạy đến chư thiên chiến trường dĩ nhiên ta sẽ nỗ lực hết sức mặt khác tô vũ muốn vật vánh chịu ta muốn mang đi luôn trừ cái đó ra chuyện về văn mộ bia không biết là tình huống như thế nào vậy chu thiên phương lắc đầu đáp không không đã trốn đi liên lạc không được cái tên này cũng biết sự tình nghiêm trọng hiện tại không biết đã hóa thành người nào năng lực ẩn giấu của tên này cũng thuộc hàng nhất lưu cứ để liệt thiên cát đi tìm chu thiên phương bật cười liệp thiên cát tìm được cũng sẽ không chia sẻ cho ta biết nhất là ta. Hiện tại chúng hận ta còn không kịp, sớm biết như vậy thì ta sẽ không giết những tên kia. Giờ ta ra ngoài một mình đều phải lo lắng có vị bộ trưởng hoặc là các chủ nào đó của liệp thiên các lén đánh giết mình, mọi người cũng không nói gì. Ngươi quá độc ác, ngươi ta không giết ngươi mới là lạ, đại tần vương lười nói thêm, tông ném ra một khối vật vánh triệu. rất nhanh. Đại Chu Vương cũng ném ra một khối vật vánh triệu. đều đưa hết cho ngư Bách Đạo. Ngưu Bách Đạo cười ha hả, ha. hai vị đúng là có vốn liếng, nhanh như vậy đã lấy được rồi đại tần vương thản nhiên nói lần này vận khí tốt phá được một vài tam thế thân của vĩnh hằng không thì nhân tộc cũng khó lấy ra những vật này nếu trên tay mọi người còn nữa thì hãy bảo quản cho tốt đi nói xong ông khẽ thở dài kỳ thật tốt nhất là nên đưa vật gánh chịu cho mấy vị kia để khôi phục tam thế thân bất quá thôi được rồi nhân tộc quá ít mấy vị kia một mực không muốn hy vọng lần này có thể thu hoạch được kha khá ở tinh vũ phủ đệ mấy vị kia đã vì nhân tộc mà bỏ ra rất nhiều lần này thiên tài các phủ cũng nên kính dân cho nhân tộc hao phí hàng loạt tài nguyên bỏ ra hàng loạt tinh lực cung cấp bảo hộ cung cấp cơ duyên dù sao cũng phải làm ra một chút cống hiến đúng không ngưu bách đạo tán thành đúng là thế dưới tình huống bình thường thì tài nguyên đều do bản thân kiếm bất quá nếu chư vị có tiền dám nện tiền vào thì đây là mọi người vì bản thân không quan hệ nhiều tới chúng ta có điều ta kiến nghị chẳng qua là kiến nghị thôi sắp tới ai muốn tiến vào tinh vũ phủ đệ đều phải đánh đổi một số thứ hoặc là ước định phân chia phần thu hoạch được để xem sao đi những người kia còn chưa hẳn nguyện ý đi đại tân vương nhàn nhạt, nhạt nói một câu ngươi sớm bàn bạc với tô vũ một thoáng nói cho hắn biết dù sao hắn vẫn là nhân tộc có một số việc không cách nào cải biến thay vì lần hũi với chư thiên vạn tộc thì còn không bằng thân cận nhiều hơn với nhân tộc ta biết rồi nư bách đạo vui vẻ đáp nếu biết tiểu tử này sống tốt thế thì ta đã sớm sinh một nữ nhi sau đó liên hôn với hắn thì thật là tốt cười đùa một hồi các vị vô địch dồn dập rời đi Ngưu Bách Đạo cũng cười vui vẻ nhìn về nơi xa, "Tô Vũ tiểu tử này quá mãnh liệt, hiện tại Đại Tân Vương cũng tỏ thái độ coi hắn là đối tượng hợp tác chứ không phải là một thành viên của nhân tộc để mà thương lượng." Ngỡ, thái độ này cũng là do trước đó Tô Vũ từng nổi bão, hắn không cho vô địch nhân tộc mặt mũi, mà nhân tộc cũng không làm gì được hắn. Các vị vô địch khác có lẽ sẽ có người kín đáo phê bình, bất quá chẳng ảnh hưởng gì. Đại Tân Vương quyết định dùng địa vị ngang nhau để bàn bạc, những người khác không vừa lòng thì cũng không thể thay đổi cục diện, không thể khôn nói chuyện ở đại hạ phủ lần này vẫn có tác dụng không nhỏ tôi thiểu đã bức bách mấy y dù cho trước đó không nguyện ý vặt mặt cùng vạn tộc không nguyện ý bùng nổ chiến tranh thì hiện tại cũng bị buộc không thể không xuất lực dù cho trong lòng không vừa lòng thì cũng không ai dám nhắc tới chuyện chung sống hòa bình với thần ma các tộc nữa không có cách nào đề xuất được đã giết nhiều vô địch nhật nguyệt vạn tộc như vậy bây giờ muốn hòa trì ai mà tin ngươi lỡ đâu lại bị đại hán vương hố một lần nữa bây giờ nói hòa tất cả mọi người sẽ nghĩ đám các ngươi đang giả bộ nưu bách đạo vừa định rời đi bên tai bỗng nhiên chuyển đến thanh âm của nam vô cương nưu phủ trưởng nếu gặp được hắn phiền ngươi nói với hắn một tiếng có một số việc rất xin lỗi như bách đạo quay đầu nhìn thoáng qua nam vô cương đã đi xa cười cười lắc đầu khe khẽ thở dài nam vô cương cường giả vô địch cảnh tính ra thì chính là tầng sư tổ của tô vũ đáng tiếc hiện tại công ta còn chẳng dám tới liễu thành mấy đầu đệ của ông chết thì đã chết chạy cũng đã chạy đồ tôn là liễu văn hạn căn bản còn không nhận ông quả thực cũng rất thảm thương Liễu Thành hiện tại tụ tập khôn ít cường giả đa thần văn hệ, nên nói Liễu Văn Lạn chuẩn bị trùng kiến Liễu Thành, mơ hồ trong đó có chút ý tứ độc lập, thậm chí là khôi phục lại thời đại năm xưa, khi mà Liễu gia còn làm kền kền, làm một con kền kền không có ràng buộc, có chỗ tốt thì moi, không có chỗ tốt liền chạy. Mấy trăm năm trước, Liễu gia quy thuận nhân tộc, bây giờ hẳn là lại muốn trở lại lối cũ, nghĩ tới những thứ này. Ngưu Bách Đạo cũng lắc đầu không thôi. Nam Vô Cương, Vân Trần hai vị cường giả đỉnh cấp ấy không về Đại Hạ phủ cũng không đi Liễu Thành, ca sẽ không tới cổ thành, xét ra hai sư đồ này cũng quá cô đơn lẻ loi, vô địch của các đại phủ khác cũng không thân cận với họ, tự tin thôi nhủ thầm một tiếng, Ngưu Bách Đạo không nghĩ ngợi thêm nữa. Cường giả và thiên tài của Đa Thần Văn nhất hệ rất nhiều, nếu thực sự liên hợp lại thì lực lượng một phủ đều chưa chắc đã đấu lại bọn họ, và Thiên Thánh có thể giết vô địch, Nam vô cường tấn cấp vô địch, Vân Trần chén giết ba tôn trần vô địch nếu đối đầu với nhau, Mại trừ mấy đại phủ đỉnh cấp thì các đại phủ khác đều đấu không lại, đi gặp tiểu tử kia thôi, để xem có thể moi được chỗ tốt gì không. Biết đâu tiểu tử này đại khí dâng lên, ném hai khối vật gánh chịu này cho mình thì sao? Ngưu Bách Đạo cười ha hả, mặc dù biết là ông đang mơ rất đẹp nhưng cũng không trở ngại gì cho tâm tư mộng mơ của ông cả. Tinh Hồng cổ thành, hai ngày qua, bên trong tòa thành cổ này càng lúc lại càng có thêm nhiều sinh linh, tuy rằng mọi người đều sợ Tô Vũ bỗng nhiên nổi điên phong thành để đóng cửa giết người nhưng bây giờ tinh thần hải có quá ít nơi an toàn cũng chỉ còn thiên hà đảo do minh quang điều nhất tộc trường khống thế nhưng bộ tộc này rất yếu căn bản không tính là thế lực mạnh mẽ gì cũng chỉ còn mỗi cổ thành một tháng qua tô vũ không hề xuất hiện cũng không phong thành cộng thêm một số cường tộc mong muốn đến thăm dò nên người tới càng ngày càng nhiều cử giới ở phụ cận lần này lại có vận khí rất tốt trước đó có 6 vị chứng đạo trong cử giới có một vị giới chủ chứng đạo thành công hiện tại cũng xem như là chủng tộc cường đại có vô địch chấn giữ lần đây không ít sinh linh cửu giới đã tới, thậm chí là còn có lòng muốn xây lại cửu tinh đảo. đương nhiên họ vẫn rất lo lắng. cho nên lần này cửu giới cũng sắp xếp người tới cổ thành muốn nói chuyện cùng tô vũ. dù sao cổ thành chỉ có thể ở lại mấy ngày, có thêm hòn đảo thì xuất nhập cổ thành cũng thuận tiện hơn hẳn. dù cho tô vũ không hề làm ra động tĩnh gì, nhưng một số cường giả và thiên tài chân chính vẫn lo tô vũ phong thành nên không dám tỏ trong. phía trên vùng biển bên ngoài cổ thành lơ lửng một số tòa bảo điện hoặc là bí cảnh, đều là những kẻ đến quan sát tình huống nhìn thử xem liệu liên minh cổ thành có thể thành công hay không. Chương 1882, ta mang lễ vật tới cho ngươi đây ngoài cổ thành, một đầu cự long gào thét lao qua, không ít người dồn dập lui tránh, tại tinh thần hải, long tộc vẫn được xem là thế lực cực kỳ cường đại, hoặc là nói, dù kể đến là thần ma thì ở tinh thần hải, uy vọng cũng không cao bằng long tộc, trong trận chiến ở nhân cảnh, thần ma đều có vô địch ngã xuống, long tộc thì chỉ có một đầu cự long là mất đi hai thế thân, so sánh ra thì vẫn còn tốt chán. Bất quá, rất nhanh có người trầm giọng nói không phải long tộc không phải long giới long tộc kia rõ ràng là long tộc đã bị người thuần phục rất mạnh mẽ thế nhưng trên mình long có người điều ấy đại biểu rằng con long này đã bị người thuần phục cân phục long tộc còn dám cưỡi tới chư thiên chiến trường thì không có mấy ai là kẻ yếu và lại thực lực của vị long tộc này rất mạnh mọi người liếc mắt nhìn ra ít nhất phải là nhật nguyệt cảnh không ít người thấy được phía sau long tộc là một đám giáp sĩ áo giáp màu vàng óng không phải sắc màu của quân đoàn nào mà mọi người quen thuộc bất quá lớn trong đội ngũ vẫn khiến người nhận ra đó là đại nhân vật ha đại hạ phủ cái tên này khiến không ít ghi giật mình quân tinh nghệ của đại hạ phủ vậy thì thân phận của long tộc kia cũng không khó đoán chính là vật cưỡi của nhị đại đại hạ văn minh học phủ nhật nguyệt bát trọng bạch long long tộc thiên long tộc cừu trào tiên long tộc bát trào bạch long tộc thất trào ở trong long tộc cũng coi là đỉnh cấp ngươi của đại hạ phủ đến tô vũ vốn xuất thân từ đại hạ phủ lần này mặc dù đại hạ phủ tổn thất không ít nhật người sơn hải Long võ vệ đều bị đánh cho tàn phế, nhưng mà không chỉ huyết đầu vương chứng đạo thành công, đại hạ phủ còn có không ít cường giả trở về, thực lực có thể nói là không tổn thất gì. So với trước kia có khi còn cường đại hơn. Kẻ tới là ai? Không biết, bất quá dám lấy cơ hiệu đại hạ phủ không phải là con trai trưởng của huyết đầu vương đó chứ? Bốn phía không ít người đang nghị luận, có y nhận ra người cưỡi trên mình long, vội hộp, đó không phải là hoàng đằng sao? Cái tên mập mạp bên cạnh y mới chỉ đằng không cảnh không phải là con trai của huyết đầu vương à đừng nói đùa huyết đầu vương mà có đứa con khờ khạo như thế một điểm cũng không giống huyết đầu vương đó là con trai của đại hạ phủ hầu gia phải không nghe nói con của hạ hầu gia đã bị tô vũ giết hiện tại xem ra tám chín phần mười là giả khả năng chỉ là thân thể phát nổ nay đã trùng tu rồi tiểu tử kia trông cũng khá giống hạ hầu gia nhị luận ẩm ý ngược lại họ chỉ cần biết đây là hạ gia dòng chính là được đặt tại chư thiên vạn tộc thì hạ gia cũng là một gia tộc bá chủ một nhà hai vô địch đại hạ vương còn là vô địch gần với bán hoàng hà long võ cũng là nhân vật vừa chứng đạo liền đầu sát vô địch đại hạ phủ còn có nam vô cương còn có cả vạn thiên thánh nếu không phải xảy ra chút nhiễu loạn thực lực đại hạ phủ sẽ còn mạnh hơn cả đại chu phủ hà hầu gia cũng là chuẩn vô địch vân trần cũng thế bao gồm cả tô vũ vốn xuất thân từ đại hạ phủ một phủ này thực lực vẫn cực kỳ cường hãn trên thân bạch long hoàng đang mặc vải thô áo gai đi chân đất như một vị lão nông chỉ còn thiếu cầm cái tổ thuốc nữa thôi lúc này y cười ha hà nói hồ vư điện hạ nghe thấy chưa không chỉ một mình ta nói ngươi giống hầu ra nhìn kìa tất cả mọi người đều nói như vậy hạ hồ vư không bận tâm tải mái cười nói tùy ý họ đi ta quen rồi đằng ca lúc nào thì ngươi tiến vào lăng vân thất trọng còn cần một thời gian nữa hoàng đang liếc qua hạ hổ vư đoạn hỏi điện hạ ngươi xác định tô vũ sẽ gặp người cái tên này ta cảm thấy hắn rất ngạo khí có lẽ đối với đại hạ phủ sẽ ông chút oán giận hiện tại mấy vị lão sư của hắn cũng đã rời khỏi đại hạ phù điện hạ thật sự có giao tình với hắn na hà hồ vưu cười tùng tìm vẫn được đằng ca yên tâm đi không có chuyện gì đâu hoàng đằng luôn cảm thấy cậu cười không có hảo ý sau một khắc cự long đã đến cửa cổ thành hà hồ vưu cất cao giọng hô sư giả đại hạ phù hạ hồ vưu ý kiến chủ nhân tinh hồng cổ thành tô thành chủ cậu hét lớn một tiếng cũng làm cho người ở bốn phương tám hướng xác nhận được thân phận của cậu hà hồ vưu thật sự đúng là con trai của huyết đồ vương ủng công cho cái thân phận này đích truyền của hai vị vô địch mạnh mẽ mà lại hệt như chim non chỉ với thực lực này thì đại khái cũng khó vào hoàng bảng quả là mất hết thể diện không bao lâu sau một bóng người hiện lên ở vùng trời phủ thành chủ tô vũ trước sau như một vẫn là áo bào trắng như tiết tại cổ thành tam tối dáng vẻ của hắn hiện lên phá lệ rõ rệt hạ hổ vưu trên vùng trời phủ thành chủ tô vũ có chút ngoài ý muốn có điều vẫn thấy rõ sự vui vẻ của hắn khi nhận ra người tới hắn vẫy tay bảo tiến vào đi ngoài thành hạ hổ vư cười đắc ý nhướng mày với hoàng đằng rất nhanh bạch long hóa thành một vị lão nhân mang theo mấy người bọn họ vào trong chỉ một thoáng hạ hổ vư đã đến trước cửa phủ thành chủ cậu và tô vũ cách không nhìn nhau một hồi bỗng nhiên cậu phá ra cười lớn giọng điệu rõ ràng là không có ý tốt mang cho ngươi chút lễ vật đường xa tới đây ngươi làm thành chủ cũng chính là chúa tể một phương ta không có gì tốt để mang đến cả mang cái khác thì cũng quá xem thường ngươi vậy nên ta mang theo ngươi một kẻ thù nói xong cậu chỉ tay về phía hoàng đăng xem đi ta khéo hiểu lòng người biết bao a à. kẻ thù của ngươi ta cũng mang đến rồi này hoàng đăng sửng sốt một chút sau một khác đi liền độn không bỏ chạy còn chưa kịp trốn chạy y đã thấy hoa mát một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt y tô vũ mỉm cười sán lạn nói hoàng đăng cuối cùng cũng chính thức gặp mặt hắn từng gặp hoàng đăng mấy lần thế nhưng hoàn cảnh không cho phép cũng chẳng có thời gian việc cơ bản là đôi bên chưa kịp tự giới thiệu qua đây xem như là lần đầu tiên chính thức gặp gia hỏa này áo vải rộng thùng thì ngắn tay chân đất không dày tóc cạo ngắn lần đầu tiên gặp thì ngươi sẽ không tin đây là một vị thiên tài danh chấn chư thiên cái tên này hệt như một lão nông làm dụng vậy tuổi không lớn lắm nhìn kia thì vẫn có thể nhìn ra y còn rất chảy. bất qua ăn mặc thì y hệt như lão nông đích thực tô vũ cười bảo tự giới thiệu mình một chút ta là tô vũ đồ đệ của bạch phong hoàng huynh biết sư phụ ta chứ hoàng đang thầm mắng một tiếng đi liếc qua hạ hổ vư bên kia thấy cậu cười ngoác cả mang tai thì điền cuồng thầm mắng một trận đẹp biết ngay mập mạp này không có lòng tốt trên đường đi cứ một mực mỉm cười với mình cười đến nỗi làm y dựng cả tóc giấy quả nhiên vừa tới nơi liền bán đứng mình bên kia hạ hổ vư vội hô tổ vũ nếu đi một chầu thì coi như xong đi tuyệt đối đừng đánh chết đánh chết thì ta cũng không tiện bàn giao đây cũng là nhân vật bộ mặt của đại hạ phủ chỉ là nói chuyện hơi khó nghe miệng có chút thối. Trên đường đi, Hoàng Đăng không ít lần lải nhảy bảo rằng cậu rất giống Hạ Hầu Gia, rồi lại quanh cò lòng vòng nghe ngóng xem năm đó Hạ Long Võ và Hạ Hầu Gia có dấu hiệu tranh giành tình nhân gì hay không Hạ Hầu. Vư cũng cố kỵ thực lực mình không bằng y, bằng không thì cậu đã sớm nện chết cái tên này. Hiện tại, cậu cũng là mượn hoa hiến Phật, Tô Vũ phì cười, mở miệng nói. Lúc trước khi ta rời khỏi đại hạ phủ chỉ có hai nguyện vọng. Thứ nhất, giết những kẻ đã khi nhục nhất hệ chúng ta. Thứ hai, báo thù cho sư phụ hình như có người từng đánh sư phụ ta ba lần. Chương 1883, bạn cũ lâu ngày gặp nhau hoàng đằng sốt ruột, vội giải thích, Tô Thành chủ hiểu lầm. Ta và Bạch huynh chỉ luận bàn bình thường thôi, luận bàn có thắng có bại, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, sao có thể nói là ta khi dễ hắn được? Xen lời ngươi nói kìa, cứ giống như ta phạm tội ác tày trời vậy. Tô Vũ nở nụ cười, Hoàng huynh làm việc cũng không quá dễ nói chuyện, lần trước ta cứu huynh một mạng ở Thiên Đoạn Cốc, kết quả lại không đợi được đến đáp từ Hoàng huynh. Hoàng đằng cười hượng, đây không phải là vì chưa có cơ hội sao huống chi lần trước thật ra người tô thành chủ cứu là ngô kỳ ai tô thành chủ quá mức vô tình hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình ngươi không đả động gì làm đến tận bây giờ ngô kỳ vẫn là cơm không ăn ngủ không ngon ẩm tô vũ không đợi y dứt lời đã dùng một quyền đập bay cái tên này xem ra đây là kẻ rất biết ăn nói có thể nói nhiều như vậy thì ngươi nên bớt nói một chút đi dựa theo lời bạch phong dạy ngươi nói không lại người ta thì cứ đánh hắn đi đánh cho đến lúc hắn không thể nói được nữa mới thôi Tô Vũ cười thầm, tên kia cũng là kẻ biết xuôi gió mà chạy, ta đánh ra một quyền cũng không dốc toàn lực, kế mà tên kia bay ngược thật xa, Tô Vũ lười vạch trần, cũng không sợ Hoàng Đăng xảy ra chuyện, Hoàng Đăng là thiên tài cỡ nào, y lăn lộn ở chư thiên chiến trường cả chục năm nay mà con chẳng sao, hiện tại đang ở ngay trong địa bàn của hắn thì lại càng không dễ xảy ra chuyện, nếu mà yếu đuối như vậy thì đã sớm bị người giết chết, cho tên kia một quyền xong, lúc này Tô Vũ mới nhìn về phía Hạ Hổ Vưu và Bạch Long đi theo cộng, mỉm cười vẫy vẫy tay, đi vào trò chuyện đi dứt lời hắn nhìn về phía đám người trong và ngoài thành cất giọng đầy vẻ lạnh lùng mấy ngày nay ta lời quản các ngươi đều thành thật một chút cho ta thăm dò cái gì chứ thăm dò xem ta chết hay chưa à tiên tâm ta chết đi thì toàn thành đều phải chôn cùng có lẽ không chừng còn kéo theo mấy tên vô địch điện lưng không thấy vô địch chết thì đừng ôm hy vọng ta sẽ chết đi hết sức an tĩnh cái tên này không phải càng dỡ. bán đạo bình thường thôi đâu quả thực là có người vẫn muốn thăm dò xem tô vũ đã chết hay chưa dù sao tử khí chung quanh hắn quá nồng động thoạt không giống người sống bất quá bây giờ thấy tô vũ lại sinh long hoạt hổ mà xuất hiện không ít người vẫn thấy lòng thất vọng quả nhiên loại tai họa ngàn năm như hắn đúng là đặc biệt khó chết đệ nhất thiên bảng chính là đệ nhất thiên bảng dù không ở lại bao lâu đã rời bảng thì vẫn là kẻ mà không phải người thường có thể so sánh lúc này có người cất cao giọng nói tô thành chủ nếu sứ giả đại hạ phủ đã tới vậy thì các tộc khác bao gồm cả liệp thiên cáp muốn tiến vào cổ thành thì cũng là sứ giả hai quân giao chiến không chén sứ. Có thể để ta nhập thành không, liệp thiên khác. Đúng vậy, Tô Vũ cười hỏi, ở bộ nào, hoàng bộ, Tô Vũ gật đầu. Tu thập tình báo bạch diện ai, thế thì mau tới gọi một tiếng trưởng lão, ngươi trong nhà cả thôi, vào đi. Đừng khách khí, bây giờ ta là huyền bộ huyền giáp trưởng lão, phải nghe lời ta, biết chưa. Bốn phía thoáng im ắng, sau đó lập tức nổi lên cơn ồn ào. Huyền bộ trưởng lão, có ý gì, trước đó hắn giả mạo làm huyền cửu, nghe lời này thì có vẻ như hắn không chỉ không bị liệp thiên các đá ra mà ngược lại còn tấn cấp trưởng lão điều này còn có thiên lý sao có phải liệp thiên các không có chuyện gì làm muốn tự tìm phiền toái cho mình tô vũ không để ý đến bọn họ hắn trở về phủ thành chủ cửa lớn của phủ thành chủ mở rộng vương lão còn chưa triệt để chuyển đổi hoàn tất ra ngoài nên đón hà Hồ vư thấy vậy thì hơi sửng sốt một chút cậu vội chào hỏi Hơn ngoài ý muốn khi thấy vị này ở đây rất nhan. dưới sự dẫn đường của vương lão Hà Hồ Vưu cùng Bạch Long đã tiến vào đại điện thành chủ. Sau khi vào cửa, Hà Hồ Vưu muốn nhìn về sau một chút, cậu nghe nói đằng sau có vị thượng cổ vô địch rất mạnh mẽ. Đương nhìn, trên chủ vị, Tô Vũ tùy ý ra hiệu cho cậu ngồi xuống, cười bảo, nhìn cũng vô dụng, người ta không để ý tới ngươi đâu. Hà Hồ Vưu cười hì hì, sờ lên những kiến trúc trong đại điện rồi lại sờ bàn ghế một lượt, cất giọng cảm khái, đồ tốt. Cảm giác còn tốt hơn đồ của nhà ta, chỉ là tử khí hơi nồng, ngươi giống ở đây sẽ không quá dễ chịu, tạm được. Tô Vũ cuốn trà. Cũng không ngại gì mà nói thẳng, ta cũng không tính là người sống, chính như trước đó ta từng nói. Ta là hoạt tử nhân, một nửa tử linh, ở đây vẫn coi như đã quen. Người ấy hạ hồ vưu thở dài một tiếng, cậu tự tìm vị trí ngồi xuống, đoạn bảo, trước khi đến ta đang ghé qua Liễu Thành, tình hình của mấy vị Liễu chấp giáo rất tốt, họ đang trùng kiến Liễu Thành, thực lực Liễu Thành cũng mạnh, Liễu chấp giáo, Hồng Viện Trưởng, Trần Thác Lão, Hà Vân Kỳ ra ra. Triệu Minh Nguyệt, Hồ Bình, Lỗ ra ra những người này đều là nhật nguyệt cảnh, nhiều vị nhật nguyệt tọa chấn nên thực lực cũng coi như mạnh mẽ. Vậy thì tốt. Tô Vũ khẽ gật đầu. Hà Hồ Vưu lại nói: Phụ thân ngươi đã được chúng ta đón về, không để ông ấy tiếp tục lưu lại chư thiên chiến trường nữa. Hiện tại Nam Nguyên cũng đang được trùng kiến, phụ thân ta và tổ gia gia đều ở lại Đại Hạ phủ, bên đó an toàn hơn bất kỳ địa phương nào. Dù sao trong cổ thành cũng không thích hợp để ngươi sống ở lại. Tô Vũ khẽ gật đầu. Ngươi có lòng. Hà Hồ Vưu mỉm cười. Một bên, bại long vẫn không lên tiếng chỉ một mực yên lặng lắng nghe hạ hồ vưu rất nhanh lạnh, nói còn có chuyện này vạn phủ trưởng và lam thiên đều mất tích không thể tìm thấy chuyện tốt tô vũ bình tĩnh đáp tin được cũng chỉ thành chuyện phiền toái đại khái sẽ có vô địch muốn giết họ nhân chi thường tình con cái bị giết muốn báo thủ cũng là lẽ thường đúng không ồ hạ hầu vưu gật gật đầu đúng là lý này báo thủ là chuyện khó trách may là năm xưa nhị gia gia ta không tới chiến thần điện ở bằng không có khi lần này đại chiến mà ông ấy không ra tay thì cũng sẽ bị giết tổ ra ra ta sẽ báo thủ việc này không trách được người khác hiểu thì hiểu nhưng dù sao hậu thế bị giết những vô địch đó không nổi giận liên lụy vạn gia đã là tốt lắm rồi tô vũ bật cười ngươi làm thích khách a à? không có ý này hà hổ vư cười ha hà ta làm thích khách cho người khác làm gì ta chỉ muốn nói những vô địch đó nổi giận cũng là chuyện có thể thông cả có điều đây là chuyện của phủ trưởng và bọn họ chúng ta đừng nhúng tay vào miễn cho đồ sinh sự đoan Ngươi ấy Tô Vũ bật cười, lần này tới Chư Thiên chiến trường có chuyện gì sao? Ồ, là vì vấn đề liên quan tới chính vị thành chủ, ý của cha ta là hiện tại ông ấy không thể tới giúp họ làm cho lời hứa. Chờ qua chút thời gian nữa ông sẽ tới. Miễn cho họ nghĩ rằng cha ta nuốt lời. Mặt Kha, ngươi có gì cần hỗ trợ không? Không có, Tô Vũ lắc đầu. Ta ở đây vẫn được, không cần ngươi hỗ trợ, cũng không cần nhân tộc hỗ trợ, miễn lại gây thêm phiền toái cho ta hạ gia cũng đừng nhúng tay vào hạ gia đã tổn thất không nhẹ an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức đi hạ hồ vừa nói tạm được lần này may nhờ có các ngươi nhì gia gia phu thân và cả tổ gia gia của ta đều đã chuẩn bị xong lần này làm một phố lớn cả nhà đều sẽ ngã xuống còn may ngoại trừ nhị gia gia xui xảo thì không có đại sự gì thúc thúc của ta cũng không sao tu luyện một lần nữa là được chỉ có điều hạ thiền đã biết chuyện nàng khăng khăn đòi đi tìm ngươi báo thủ Ngày nào đó ngươi mà có gặp nàng thì nhớ cẩn thận một chút, Tô Vũ bật cười. A à, mà sợ nàng? Không phải vấn đề sợ hay không? Hà Hồ Vư thấy lòng thật mệt mỏi, đối với nữ nhân thì khách khí một chút, ngươi mà đánh chết nàng thì không tiện bàn giao, đánh không chết nàng thì nàng sẽ một mực tìm ngươi gây phiền, tìm tới tìm lui lại có khi trở thành oan gia, nếu ngươi thành em rể ta thì cũng không dễ xử lý, đúng không? Tô Vũ bật cười, mập mạp chết bầm. Ngươi nghĩ hay nhỉ, không dây dưa vấn đề này nữa, Tô Vũ hỏi thẳng, chỉ thế thôi à? không còn chuyện gì khác sao. Trương 1884, tử linh giới đáng hưởng Tô Vũ hỏi thẳng, chỉ thế thôi à. Không còn chuyện gì khác sao, Hà Hồ Vưu cười gật đầu, còn chứ, nói xong, cậu nhìn về phía Bạch Long, Bạch Lão, ngài ra ngoài ôn chuyện với Vương Lão một lát đi, ta cùng Tô Vũ tâm sự vài câu, Bạch Long nhìn thoáng qua cậu, cảm giác cạn lời, ôn chuyện, ta và Lão đầu kia lại không quen, thôi được rồi, ta cứ ra ngoài là được, rất nhanh, Bạch Long đã rời đi, chờ vị kia đi khuất hà hổ Vương mới mở miệng nói cha ta bảo 35 vị thành chủ hầu hết đều có mấy đại tộc thần ma tiên long hỗ trợ phía sau phụ thân ta tìm tới chín vị đều là điều tra thật lâu mấy vị này không có vấn đề gì lớn người khác thì khó mà nói ngươi muốn liên minh thì đám người kia chắc chắn sẽ gây phiền toái nói xong không chờ tô vũ mở miệng cộng đã tiếp tục tuy ngươi có thượng cổ tượng đá làm chỗ dựa thế nhưng họ cũng không sợ ngươi cùng lắm thì không liên minh nữa thôi ngươi còn có thể giết tới cổ thành bắt họ tuân phục à. Cha ta nói nếu như không được thì cứ từ bỏ, không sao hết. Liên minh lại cũng chưa hẳn đã là chuyện gì tốt. Tô Vũ khẽ gật đầu, a à, biết rồi, hạ hồ vưu lạnh, nói. Còn nữa, cha ta bảo tử linh giới là phiên toái lớn, dặn ngươi cẩn thận một chút, ông ấy từng đi qua tử linh giới một lần. Nơi này có tử khí cực kỳ nồng động, không ngừng lan tràn về hướng cổ thành, có dấu hiệu muốn thôn phệ cả cổ thành. Mài ra, tử linh giới có tình huống đặc thù, có thể sẽ tiếp dẫn mấy người tiến vào tử linh giới. Bao gồm cả vài cường già lần này chết trận hạ hổ vưu cấp tốc nói. Dựa theo phụ thân ta suy đoán thì hẳn là có hai loại, một loại là tự nhiên đản sinh, chính là tử linh, một loại là sau đó chuyển đổi tạo thành, hoặc là tiếp dẫn tới. Tỷ như người chết trận lần này, phụ thân nói. Tông từng thấy thời gian trường hà vô cùng to lớn, cờ tử linh giới. Nơi đó gọi cái này là tử linh thiên hà, một số cường giả chết trận rồi sẽ bị thời gian trường hà tiếp dẫn, hóa thành tử linh tài sinh ở trong tử linh giới tô vũ cao mày hắn cũng biết hạ long võ từng tiến vào tử linh giới chính là đi từ lối vào bên chỗ thiên diệt cổ thành nghe nói cuối cùng lại bị đánh ra hạ long võ cực kỳ to gan hiểu biết cũng rộng thế mà y đã nhìn thấy được tử linh thiên hà có thể đó chính là thời gian trường hà tiếp dẫn người đã chết nếu vậy thì điều này quả thật hết sức đáng sợ Tí của ngươi là dù đã chết kể cả chết không toàn thây cũng có khả năng bị tử linh giới tiếp dẫn đi đúng hạ hồ vưu gật đầu phụ thân ta còn dặn ngươi cẩn thận một chút có vài vị vô địch dù sao cũng là vì có liên quan tới ngươi nên mới chết đám cường giả vô địch này một khi trỗi dậy dù cho không khôi phục toàn bộ trí nhớ thì cũng sẽ lưu lại oán niệm nếu họ thật sự thức tỉnh ở từ linh giới thì rất có khả năng sẽ tới tìm ngươi trả thù tô vũ cười khẽ muốn tìm thì cũng không phải tìm ta kẻ chấn giữ lối đi mới là người đầu tiên bị tìm đến lại đâu phải do ta giết ba vị mạt hợp đều là do tinh hồng giết mà vị tự đá này vẫn còn đang ở ngay bên cạnh lối đi kia kìa họng điện tinh hồng mở mắt nhìn về hướng tiền điện y muốn mắng người thôi được rồi không mắng cái tên này thật giỏi tiền điện hà hồ vưu phì cười dù sao cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một câu hiện tại cha ta đang tái tạo thân thể cho nhị gia gia hy vọng mày ấy có thể cấp tốc khôi phục chiến lược chuẩn vô địch lần này thật may là có các ngươi bằng không thì nhị gia gia ta chết rồi cha ta không chừng cũng sẽ xong đời may mắn ngươi ở bên này hỗ trợ bằng không thì thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn tô vũ vạt đi hách khí với ta cái gì ta lại không tổn thất gì cả hạ hồ vưu mỉm cười chuyện này hạ gia thật sự biết ơn tô vũ cậu lấy ra một cây gỗ khô héo rồi giải thích đây là vật vánh chịu sau khi cha ta giết tên vô địch kia vốn hạ gia thu hoạch không chỉ chừng này bọn họ giết chuẩn vô địch cũng không ít bất quá nhị gian ta đã dùng một cái hiện tại tái tạo thân thể còn phải cần hai khối mới được một khối này hãy xem như vật tạ lễ tô vũ ngoài ý muốn hách khí như vậy hạ hồ vưu cười ha hả nhận đi không phải ngươi đã cho những thành chủ kia hai khối sao vốn dĩ nên là chúng ta đền bù tổn thất cho ngươi nhưng mà nhà ta cũng tùng thiếu chỉ còn dư một khối này chẳng lẽ giữ lại cho ta dùng sao kỳ thật tô vũ vẫn còn ba khối vật vánh chịu bất quá người biết việc này không nhiều chỉ có chu thiên đạo vạn thiên thánh lam thiên mới biết được tất cả mọi người đều cho là hắn không còn gì nữa tô vũ liếc mắt nhìn cậu nở nụ cười được vậy ta sẽ nhận hắn cũng không khách sáo nếu hạ gia còn dư một khối vậy thì hắn sẽ nhận lấy còn về phần hạ hổ vư cái tên này mới chỉ đằng không tam trọng khoảng cách đi tới chuẩn vô địch còn xa xôi lắm cái tô vũ nhận hạ hổ vư có chút thịt đau nói ta cho là ngươi sẽ không lấy thế mà ngươi thật sự cầm đi vì cái gì ta lại từ chối tô vũ cười nhạo làm gì hả chính ngươi đem đi cho còn mong ta trả lại cho ngươi nàng mơ đi vì hạ ra ngươi mà di tích ta cũng lấy ra văn mộ bia cũng bị mất ngươi bớt chơi trò được tiện nhi còn khoe mẽ với ta. Ngay cả chuyện phần hải là phản đồ thì các ngươi đại khái đã sớm biết, giả vờ nhiều năm như vậy mà cái rắm cũng không chịu thả. Làm hại ta ở đại hạ phủ bị người chèn ép hạ hổ vương nún nhún vai, Tô Vũ bỗng nhiên hỏi, rốt cuộc tên vô địch phản bội thứ hai là ai? Hạ hổ vương câm nín nhìn hắn, ngươi hỏi ta, huống chi, ai bảo là có người thứ hai? Tô Vũ thản nhiên đáp. Hẳn định là có, tình cảnh của đại hán vương rõ ràng như vậy, lại còn mai phục bên người phần hải nhiều năm, ta tin tưởng bọn họ cũng suy đoán có kẻ thứ hai là do họ đã biết nhưng không chỉ ra hay là vẫn chưa biết rõ hà Hồ vưu bất đắc sĩ lắc đầu cho dù có thì khẳng định cũng chưa biết nếu họ đã biết thì không có khả năng sau lần này còn buông tha át chủ bài của các đại phủ đều đã bị lộ sau cuộc chiến ở nam nguyên không thừa diệt thủ tiêu cải kia còn chờ thêm nữa thì chính là đầu ngốc những gia hỏa trong quân phản bội sau đó đều đã bị điều tra nhưng cũng không thu hoạch được gì hà hồ vưu giải thích kỳ thật cha ta cũng đề cập với ta một lần hoặc là thật sự không hề tồn tại. Nếu như tồn tại vậy thì đối phương ngủ đông cũng sâu vượt quá tưởng tượng. Lần này, thần hải đã ra nói một việc, ấy là gã bảo năm xưa ngũ đại bí mật ước chiến mọi người đều đang truy tra, mất quá cũng khó mà có đầu mối. Nói đến đây, cậu lại dặn, Tô Vũ, tốt nhất ngươi hãy quên chuyện đó đi, coi như người này không tồn tại là được. Trong thời gian ngắn, đối phương cũng sẽ không dám bại lộ, nếu không có chỗ tốt hoặc nắm bắt chắc chắn thì gã sẽ không hiện thân đại hán vương diễn một tùng kịch như thế chính là muốn nhìn xem tên kia có thể tự bộc thân phận hay không lúc ấy nếu gã bại lộ thân phận nhân tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng chứng đạo được mấy người cũng sẽ không có vô địch ngã xuống thân nên nếu tên kia thật sự tồn tại thì vã sẽ không phải chỉ ôm mục bích bình thường không phải đơn thuần vì cứu vài vị vạn tộc vô địch liền nguyện ý bại lộ tô vũ mỉm cười tùy ý đi ngày nào đó tìm được thì đánh chết cũng không muộn tìm không thấy thì tối thiểu các ngươi có thể tự ăn ủi bản thân một thoáng có lẽ thật sự chính là do Diệp Bá Thiên nổi điên chạy đi tìm phần hải luận bàn, tâm thầm đã thương vã, làm nhục gã, điều này cũng đâu phải là không thể xảy ra. Chương 1885, ngày đẹp, thích hợp để tụ tập có vị thứ hai sao? Tô Vũ cảm thấy khả năng cao là vẫn có, hắn từng thấy trong trí nhớ của Thiên Nghệ giáo chủ xuất hiện một cánh tay có hoa văn, thế nhưng trên tay phần hải lại không có. Đương nhiên, đến mức độ vô địch, trên cánh tay có hoa văn mà không tiêu trừ, ngược lại còn để lộ ra thì hoặc là cố ý lừa dối hoặc là hoa văn này tiêu trừ không được, nếu người kia thật sự tồn tại thì gã âm hiểm như thế. Ẩn nhẫn như thế, hoa văn lại rất dễ che giấu. Thiên nghệ giáo chủ át hẳn cũng sẽ không nhìn thấy. Như thiên nghệ giáo chủ hết lần này tới lần khác lại thấy được Tô Vũ cũng đang tự hỏi. Đây có phải là để lừa dối người nào hay không, hay là nói. Vì vô địch kia tiếp xúc với thiên nghệ giáo chủ chính là thông qua hoa văn này để xác định thân phận, bằng không thiên nghệ giáo chủ không biết đối phương là ai chẳng lẽ sẽ phân biệt ra được vị vô địch nào liên hệ mình nếu kẻ phản bội thứ hai thật sự tồn tại hoa văn kia có khả năng là thủ đoạn để phân rõ thân phận để người ta biết giá chính là vị vô địch liên hệ bọn họ có lẽ hoa văn trên cánh tay trái chỉ là một tiêu chí đơn giản dùng để phân rõ thân phận tùy thời đều có thể xử lý tô vũ thầm suy nghĩ hắn cũng lười nhiều lời có nhiều chuyện để người khác biết cũng vô dụng thông qua một hoa văn để tìm ra vô địch xác định thân phận của vô địch là chuyện quá hão huyền trí nhớ còn có thể làm giả Hú chi chỉ là hoa văn hắn cũng không nói nhiều về việc này với hạ hổ vưu hạ hổ vưu không rõ tâm tư hắn lúc bấy giờ lại chuyển sang đề tài khác lần này vạn phủ ra tay tàn nhẫn triệt đề phá tan hai đại thánh điện tài nguyên đều bị một mùi lửa thiêu dụi hiện tại nhân tộc có ý muốn tự lực cánh sinh sắp tới tinh vũ phủ đệ mở ra các đại phủ đều thu về rất nhiều danh ngạch so với trước kia thế nên phải tranh thủ xuất động càng nhiều liên thủ tới chiếm lấy tài nguyên ngươi cũng muốn gia nhập tô vũ nhìn cậu, hà hổ vưu ngượng mùng đáp phải đi chứ chẳng lẽ ta không biết sợ sao? Ta sợ ngày nào đó vạn phủ trưởng cũng chém chết ta. Nói thật, sau khi vạn phủ trưởng chém người, hậu dệ của các gia tộc vô địch ở nhân cảnh đều biết kiên kỵ hơn mấy phần. Tô Vũ bật cười. Ngươi sợ cái gì? Ông ấy cũng không phải kẻ điên giết người lung tung. Đừng có đùa, Hà Hồ Vưu cười khổ. Chỉ có ngươi cho rằng như thế thôi. Những người khác sẽ không dám. Đó cũng coi là chuyện tốt. Tôi thiểu nếu biết sợ thì làm việc sẽ có kiên kỵ. Tô Vũ gật đầu. Quả thực đó cũng coi là chuyện tốt nhưng có thể kéo dài bao lâu thì rất khó nói. Khẽ như, ít nhất người trẻ tuổi thế hệ này đều biết sợ, còn đến đời sau có lẽ sẽ không nhớ rõ những thứ này. Dĩ nhiên đây là chuyện đời kế tiếp, còn lớp ngươi như Tô Vũ bây giờ chắc chắn sẽ không ai có thể quên. Một vị ma đầu giết sạch hai đại thánh địa, lại còn là nhân tộc, ngươi có sợ hay không? Tùy thời lẻnh về nhân cảnh để giết ngươi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, ngươi cũng muốn đi à. Bây giờ ở bên ngoài thì sẽ không ai dám giết ngươi nhưng nếu như tiến vào ai sẽ quản ngươi đây tô vũ lắc đầu nói rất nguy hiểm hắn biết ở bên trong trinh vũ phủ đệ thì mọi người đều sẽ không kiên kỵ gì còn nhớ đầu đại yêu toan nghi ở viện nghiên cứu hồng đàm mà hắn biết khi xưa nó chỉ là đàng không cũng dám giết đệ tử của vô địch đệ tử của diệt Tàng vương đã bị giết diệt Tàng vương lại có thể làm được gì ở bên ngoài chắc chắn toan nghi sẽ không có lá văn lớn như vậy cầu phú quý trong hung hiểm hà Hồ vư cũng không quá để ý việc này cậu nói Hú chi hậu sự của vô địch nhiều ít gì cũng có vốn bảo mệnh, ta cũng không vào cao tầng, hẳn là không có việc gì lớn, ngươi nghĩ rõ ràng thì tốt, hai người hàn huyên một hồi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc, Tô bá chủ, ta có thể vào thành không? Tô Vũ bật cười, hôm nay quả là ngày để tụ tập, vị này cũng tới rồi, mời, Phù trưởng yên tâm, không sao hết. Đừng gây chuyện là được, vậy thì tốt, không thì ta sợ lắm đấy. Nương theo tiếng cười trêu chọc, một bóng người nháy mắt đã hiện lên trong thành ông nhìn thoáng qua hậu điện chắp tay một cái tươi cười lấy lòng ta tới làm khách thôi trượng cổ thạch tôn đừng đánh ta nhé tinh hồng mở mắt nhìn rất nhanh lại nhắm mắt lại không thèm để ý một lát sau nư bách đạo tiến vào đại điện trông thấy hạ hồ vưu thì vui vẻ bắt chuyện hà gia tiểu mập mập cũng ở đây à bảo sao ta nói bên ngoài lại có một đầu long nhìn quanh mắt thế chứ lá gan của tiểu long kia cũng không nhỏ còn dám tới tinh thần hải không sợ long tộc thanh lý môn hộ sao Hạ Hồ vư nở nụ cười, đứng dậy hành lễ, tham kiến Ngư Vương. ngưu Bách đạo xua tay, đừng, cái quỷ gì thế? Ngươi mới là Ngư Vương, cả nhà ngươi đều là Ngư Vương. Hà Hồ vưu im lặng, Tô Vũ cũng đứng dậy chào hỏi. Phủ trưởng, hoài không? Sao lại rảnh rỗi chạy tới chỗ ta vậy? Đưa bảo bối tới cho ngươi. Nói xong, tông bắn ra hai khối vật vén chịu. Đoạn nói là đồ của ngươi. Đại tân phủ cùng đại chu phủ đều chi ra một khối. Tử tử ngươi thật có tiền đến nhật nguyệt cửu trọng cũng không cần lo lắng không có thứ này so với tài không cách nào so sánh được tiểu tử nếu ngươi có lương tâm thì hãy suy tính tới việc ngươi không có nhiều thân nhân sư tổ ngươi hoặc là tầng sư tổ cô cô gì đó của ngươi đều không có vật gánh chịu tìm thứ này quá khó khăn đều đã là nhật ngự thất trọng sắp sửa bát trọng cả rồi nếu đến cửu trọng lại phải giống như ta chạy khắp nơi đi tìm vật gánh chịu thì thật khổ tô vũ yên lặng thu hồi hai khối vật gánh chịu thế mà còn có thể lấy về được quả là niềm vui ngoài ý muốn cộng thêm đồ phủ trưởng vừa đưa thì tổng cộng hắn đã có sáu khối vật gánh chịu rồi lười nói nhiều tô vũ hỏi thẳng phủ trưởng hai trăm sợi thiên địa huyền quang của ta đâu ngưu bách đạo im lặng ngươi cút luôn đi cái này mà ngươi còn đòi ngươi còn là ngươi sao ta còn muốn kiếm chút đồ tốt từ chỗ tiểu tử nhà ngươi thế mà ngươi lại đi tính toán rõ ràng với ta ngưu bách đạo vội truyền chủ đề liên minh sắp tới thế nào không được thì ta có thể ra tay hỗ trợ tô vũ buồn cười đáp sau đó chờ bị tượng đá đánh chết à ngài ra tay đối phó với thành chủ nhà người ta ngài cảm thấy tượng đá có đánh chết ngài hay không không phản bác được ngư bách đạo bất đắc dĩ nói không hề sai nếu không phải tượng đá bá đạo như thế vô địch các tộc đều sẽ không kiên kỵ mấy vị thành chủ kia nếu chọc cho tượng đá lộ diện thì đó sẽ là phiền toái cùng nguy hiểm lớn ngư bách đạo cười ngượng một tiếng được không nói cái này nữa tự ngươi nhìn mà xử lý đi ta tới là để thuận tiện truyền lời đại tần vương có ý là dù sao ngươi cũng xuất thân từ nhân tộc sắp tới tinh vũ phủ đệ mở ra ông ấy hy vọng ngươi cho nhân tộc một chút tiện nghi dĩ nhiên lời này ta chỉ phụ trách truyền đạt thôi cái khác thì ta mặc kệ thế nhưng người bên đại minh phủ thì ngươi hãy chiếu cố một chút đại minh phủ quá yếu còn nữa phù chủ nói lần này bị ngươi lừa thảm rồi vạn tộc có thể sẽ nhằm vào đại minh phủ ngươi nhớ phải phụ trách chương 1886, quyết định sáng suốt của hạ hồ vưu tô vũ câm nín Nghe qua cứ như thể oán phụ trốn khuya phòng vậy bất quá đại minh phủ chính xác là đã bị hố thảm nếu chu thiên đạo dám chứng đạo thì chắc kèo là ông sẽ bị đánh chết ngươi đại minh phủ bị nhằm vào cũng là chuyện hoàn toàn có khả năng tô vũ mẫm nghĩ rồi bảo cái này thì ta biết bất quá đại minh phủ quá nhiều cá ớp muối thực lực lại yếu ta thấy chi bằng khỏi đi cử mấy người tham gia náo nhiệt là được mấy ngày nay ta cũng đã quan sát cường giả tới đây không ít hà cớ gì đại minh phủ phải tặng không đồ ăn cho chúng không cần làm với y ngưu bách đạo tỏ ra không vui không thể nói như thế có đôi khi cơ duyên không nhìn thực lực mà chỉ xem vận khí làm gì cũng phải thử thời vận nói câu khó nghe một chút dùng hơn 10 vị đàng không lăng vân đi thử mai rủi hết thì có khi lại thêm ra một vị nhật người thậm chí là vô địch đó chính là kiếm lớn đại minh phủ nhiều người như vậy trung quy sẽ có kẻ muốn mạo hiểm một thoáng đâu phải ai cũng là cá ớp muối nói đến đây ông trần chờ chốc lát còn nữa ngươi phải trả nhân tình thôi lãng và bạch tuấn sinh đều muốn đi ngươi lo mà trả nợ cho hai tên đấy đi tô vũ không nói gì Wow, à, suýt nữa quên mất bọn họ. Bạch Tuấn sinh ra ngoài rồi sao? Vừa thả ra, hắn sắp khóc không thành hình người luôn rồi như bách đạo vui tươi hớn hở nói. Ngươi nói xem ngươi không chiếu cố liệu có thích hợp không? Nhất là thôi lãng. Lần này hắn ra ngoài, ngươi đại minh phủ thấy hắn đều muốn kéo mặt của hắn xuống nhìn xem có phải là ngươi giả mạo hay không. Dù cho họ biết ngươi đang ở cổ thành thì cũng phải thử một chút, hú chi là tới chư thiên chiến trường, hắn mà tới đây thì chắc chắn không dễ chịu gì dù mọi người đều biết hắn không phải là ngươi thì cũng phải tìm cách gây phiền toái một phen tô vũ triệt để câm nín không thể phản bác hà hồ vưu cũng nhịn không được hỏi đúng là như thế thật ta cảm thấy tốt nhất thì tên kia đừng ra khỏi nhân cảnh ngư phủ trưởng bên ngài nghĩ thế nào mà lại để cho hắn đi vậy ngư bách đạo đáp không phải ta nghĩ thế nào mà là ý muốn của riêng hắn tô vũ xem như thiếu hắn một món nợ ân tình người ta cũng không ngốc lúc này đến đây chính là cơ hội không tới thì qua mấy năm sau tô vũ chết rồi Ai dễ tới trả nhân tình? Có lý. Hà Hổ Vưu gật đầu. Đúng vậy. Xem ra Thôi Lãng cũng là người rất khôn khéo. Thừa dịp Tô Vũ còn sống thì trước hết hãy đòi ân tình lại đã hăng nói. Bằng không thì người chết rồi, cái gì cũng đều mất sạch. Tô Vũ không còn gì để nói. Có phải là hai vị này cho rằng mình chỉ còn lay lát thêm được vài năm nữa là ngỏm hay không? Ta đang ở trước mặt các ngươi đây này, ngư phủ tốt xấu gì cũng đã tấn cấp vô địch. Tới vậy nhưng vẫn là dáng vẻ già mà không biết xấu hổ, chuyện gì cũng dám nói. Ngưu bách đạo cũng không nhiều lời rất nhanh cong bèn nghiêm mặt bàn chuyện chính sự ngươi cũng muốn tới tinh vũ phủ đệ à quyết định của ngươi thì không ai có thể căn ngăn nhưng nếu có đi thì cẩn thận chút và tộc chắc chắn sẽ nhằm vào ngươi ở cổ thành thì ngươi rất khó đối phó nhưng tiến vào tinh vũ phủ đệ thì cũng là lúc ngươi suy yếu nhất không hợp nhau hại ngươi mới là lạ ồ ta hiểu rõ ta không đi đâu tô vũ mỉm cười Ngưu bách đạo lơ đĩnh nói ta hiểu ngươi lại muốn đổi một thân phận để đi vào chứ gì có muốn đại minh phủ chuẩn bị cho ngươi một thân phận không? Ngài nói hết lời ta muốn nói rồi, ta còn có thể nói gì nữa đây, Tô Vũ không tiếp lời. Lần này có đổi thân phận thì ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết rốt cuộc ai là ta. Nưu Bách Đạo không nhiều lời cũng không định lưu lại, nói vài câu hỏi thăm xong ông bèn bảo. Ta phải đi đây. Địa phương quỷ quái này khụ khụ, cổ thành khiến ta thấy không được tự nhiên. Vừa nghĩ tới lúc nào cũng có thể xuất hiện một nắm đấm niệm ta. Ta liền không an lòng hiện tại ta vất vả lắm mới chứng đạo thành công, còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Tiểu tử, cuối cùng khuyên ngươi một câu. Dù sao thì ngươi cũng không phải vô địch, đừng quá phách lối. Toạt nhìn thì tượng đá đang ra mặt vì ngươi. Nhưng mấy tượng đá này sống quá lâu, gặp quá nhiều chuyện, chúng chỉ là vì lợi ích mà thôi. Nhớ phải luôn cho họ chỗ tốt, bằng không thì ngươi sẽ bị vớt bỏ. Đừng quên thành chủ đời trước của ngươi đã chết như thế nào. Cái gì mà thành chủ thì không thể lừa vạc, đều là lời giấm chó tựa đã thực dụng hơn so với chúng ta nhiều lắm dứt lời trong nháy mắt ông đã tan biến tại chỗ ông mới đứng bộc phát ra hai vầng sáng đó là ánh mắt tinh hồng mang theo sát khí thật to gan dám ở ngay dưới mí mắt mình vu on phỉ báng mình tô vũ bật cười hà hồ vưu thì liếu lưỡi lão ngư thật to gan cậu cũng không tiện nói gì về chuyện lão ngư vừa làm nhà chỉ cười bảo ta cũng không ở lại lâu lần này ta tới còn có chuyện phải làm ta muốn đi tiên giới một chuyến xem có thể kết thân được hay không thiên vũ tiên vương giao hảo với nhân tộc lâu năm nếu ta cưới được tiểu tiên nữ nào thì sẽ có thể làm hòa hoãn quan hệ với tiên tộc Hùng. tô vũ sửng sốt vậy ngọc tuyền thì sao nàng hà hồ vưu tức người nói đừng nói nữa đại chiến ngày đó khiến phủ thành đại loạn ngọc tuyền tiên tử vì bảo hộ ta mà bị phản đồ đánh giết lần này ta cũng đưa di hài ngọc tuyền tiên tử về mẹ nó thật là tiếc bằng không thì ta đã cưới nàng rồi tô vũ nhìn cậu ngươi nghiêm túc a à? ngươi ở ngay trước mắt ta mà còn diễn kịch bảo hộ ngươi rồi bị giết. Vô nghĩa. Hà hổ vưu cười ha ha, đương nhìn ta thế. Với bên ngoài đều là nói như vậy, không chỉ Ngọc Tuyên, lai đó vì bảo hộ ta mà không ít người đều hy sinh, ví dụ như thần tộc, ma tộc, tiên tộc, long tộc lần này ta đến cũng là đi trả lại thi thể cho từng nhà, lá dụng về cội mà. Hà gia ta vẫn muốn ký kết hữu hảo vạn thế với họ, ta sắp trở thành phủ chủ rồi, về sau đại hạ phủ nhất định phải đồng tâm hiệp lực cùng vạn tộc, chung tay sáng tạo tương lai tươi đẹp, cùng nhau tiến bộ. Lần này, ta chuẩn bị đi cầu hôn tiên tộc, ma tộc, long tộc, thân tộc cưới một người thì tính một người, ta cưới hết. Có lẽ sẽ có chỗ dùng. Ha ha Tô Vũ Triệt để không còn gì để nói. Na nó, ngươi thật đúng là dám lẳng, hắn không cần hỏi cũng biết thừa chắc chắn rằng ngươi là do tiểu mập mạp này giết, hiện tại thì hay rồi, ngươi còn có gan đi đưa thi thể họ về, lại còn muốn cầu hôn người khác của tộc họ nữa, đây cũng không phải to gan bình thường thôi đâu. Vạn tộc tin hay không thì không quan trọng dù sao kẻ chết cũng không phải nhân vật chủ chốt nào trọng yếu là nếu hạ hồ vưu trở thành phủ chủ hà gia lại có hai vị vô địch vậy thì đáng giá giả đi thông gia có hữu dụng không vô dụng thế nhưng thật sự nhét người đến đại hạ phủ không chết thì nhiều ít gì cũng có thể tìm hiểu chút ít về tình hình và động tĩnh của đại hạ phủ hiện tại vạn tộc giáo đã bị tiêu diệt hà gia rụt về như rùa và tộc cũng muốn kịp thời hiểu rõ tin tức hạ gia với chúng thì bất quá chỉ là đầu tư một nữ nhân không quan trọng mà thôi hà hồ vưu đắc ý lên mặt Lão Tô. Nhớ học tập ta. Ta chuẩn bị dùng công phu sư tử ngoạm lừa gạt chút đầu cưới đây, là cho ta chẳng phải là cần cho ta hàng loạt đầu cưới là, không cho đầu cưới thì ta thèm cưới chắc, kỳ thật ngươi cũng có thể thử một chút, có lẽ có thể kiếm bộ đấy. Tô Vũ phục rồi, cuối cùng ta cũng biết ngươi đang ôm tâm tư gì. Tô Vũ bó tay, nói, ngươi dứt khoát đề nghị liên hôn với cả vạn tộc bi, có lẽ vô số tiểu tộc muốn dựa vào ngọn núi lớn là ngươi đấy lời này vừa nói ra, ánh mắt hạ hồ vưu khẽ động, lẩm bẩm có lý, tiểu tộc còn dễ lừa hơn đại tộc nhiều, huống chi khả năng bọn họ thật sự động tâm còn cao hơn. Ngươi nói đúng, chỉ cần tiểu cô nương nhà ai có thể hóa thành hình người thì ta đều có thể thử xem. Tô Vũ trêu chọc, không cần, không thể hóa hình thì ngươi cứ ngươi là được, nhà ngươi lại không thiếu một hai cái ổ. Đúng 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 vẫn là ngươi sáng suốt. Hạ Hồ Vưu không ngừng gật đầu, có lý, thật sự rất có lý. Nói như vậy, nếu cậu cưới một vạn cô vợ, mỗi người lại cho cậu một trăm ngàn công huân úi đệt, một tỷ A, à. Hạ Hổ Vư vội vàng nói: Cưới nhiều như vậy thì chắc chắn ta sẽ phải lo rất nhiều chuyện. Ta đi trước đây, có rảnh lại tới tìm ngươi sao? Đúng rồi, Tô Vũ, nửa tử tử linh tộc có thể lấy chồng được không? Ngươi giúp ta lưu tâm một thoáng, được thì ta cũng cưới vài vị ở tử linh tộc bên này luôn. Tô Vũ yên lặng nhìn cậu vội vàng rời đi, chờ Hạ Hổ vưu đi rồi hắn mới xì một tiếng đầy khinh miệt, mập mạp chết bầm này, thật là không biết xấu hổ. Nói đi nói lại nếu mỗi một tộc đều đưa ra của hồi môn là một khối vật gánh chịu thì có lẽ ta cũng có thể thử một chút. Hay là ta thử hỏi xem 36 cổ thành có ai có nữ nhi hay tôn nữ gì đó. Ta cũng cưới về, đôi bên làm thông gia nhỉ. Tô Vũ sơ sơ cầm, hào vư vừa mở ra mạch suy nghĩ mới cho hắn. Không sai, kẻ không biết xấu hổ mới là vô địch thiên hạ. chương 1887 Hạ uy của Tô Vũ Hạ Hổ Vư đến nhanh mà đi cũng nhanh, mang hoài thành, ngươi lại càng ngày càng nhiều. Ngay sau khi Hạ Hổ Vư rời đi không lâu, tòa cổ thành đầu tiên hạ xuống không phải là tòa thành tô vũ quen thuộc mà là một tòa cổ thành trước đó chưa từng đến đây tên của nó là sương khải tòa cổ thành này trực tiếp hạ xuống bên ngoài tinh hồng cổ thành trong thành có từng đội từng đội chiến sĩ áo giáp vườn quanh bốn phía trên cao từ khí tràn lan đang đang sát khí ở giữa tòa thành cổ trong đại điện thành chủ một tôn hư ảnh hiển hiện cười vang sơn khải thánh thành đến đây sự hội còn mời tô vũ thành chủ gặp mặt một lần trong tinh hồng cổ thành tô vũ nghe được thanh âm thân ảnh ly hiện lên ở trên phủ thành chủ hắn nhìn về phía nơi xa hơi hơi nhíu mày sau đó tươi cười nói sơn khải thành chủ hãy vào thành gặp mặt đi ha 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 ta sẽ không tiến vào tinh hồng thánh thành vị sơn khải thành chủ này lớn tiếng nói thế nhân đều biết tô thành chủ thích phong thành mà một khi phong thành thì sẽ rất phiền toái không bằng tô thành chủ tới thánh thành của ta đi từ trước tới giờ sơn khải thánh thành chưa từng phong bế đây cũng là việc thế nhân đều biết tô vũ cao mày đây là muốn gây chuyện sao ra oai phủ đầu cũng đúng 36 cổ thành đâu cần thiết nhất định phải nghe lời tô vũ. Tùy chuyện tăng cường thế lực cổ thành, có vài gia hỏa vốn dĩ đã được thần ma nâng đỡ. Cần gì đến thế lực khác nữa, dù cho liên minh không thành thì đối với họ cũng không có tổn thất. Ngược lại còn dễ dàng nịnh nọt thần ma hơn. Sợ phong thành à? Tô vũ hừ lạnh một tiếng, vừa nghĩ tới đây. Lại một tòa cổ thành nữa buông xuống, tên là Trường Bình. Trường Bình cổ thành vừa dáng lâm, chủ nhân của nó cũng thản nhiên cất tiếng, tôi thành chủ hội nghị liên minh ta thấy đường tổ chức tại tinh hồng thánh thành không bằng chúng ta làm ở ngoài thành thì thế nào tô thành chủ phong thành nhiều lần ta nghĩ thành chủ các phương sẽ không có ai dám yên tâm vào thành đâu bên kia sương khải thành chủ cũng phụ họa theo không sai ở trong thánh thành một khi phong thành thì dù chúng ta là thành chủ nhưng lại không phải chủ nhân của tinh hồng thánh thành một lúc sau chúng ta cũng duy trì không nổi tô thành chủ không bằng ra khỏi thành vập gỡ đi bối phương tám hướng từng vị cường giả âm thầm nhìn trộm chờ đợi xem kịch hay. 36 cổ thành hình như không đoàn kết giống trong tử tượng, lúc này mới vừa tới liền tập thể hạ uy của Tô Vũ, mấu chốt là Tô Vũ không có cách nào phản bác, vào thành, anh mà không lo lắng, nhưng nếu không vào thành mà tổ chức ở bên ngoài thì Tô Vũ có dám ra khỏi thành không? Lúc này không ít người bắt đầu xem náo nhiệt, chờ đợi Tô Vũ đáp lại. Một trong cửa vào cửu giới, lúc bấy giờ, một tòa tiểu giới lăm le ngoài cửa, mấy tôn cường giả thì ở trong đường hầm nhìn trộm bốn phương, nghe được thanh âm của hai vị thành chủ, bọn họ không khỏi chế nhạo tô vũ ôm dã tâm không nhỏ đáng tiếc thực lực không tương xứng với dã tâm như thế 36 cổ thành trừ số thành chủ tiểu giới thì phần lớn vẫn không muốn bị người hạn chế ăn nhiều ở động mặc cho tô vũ sai sử tô vũ tưởng là ai ai cũng đều muốn tiên minh thành công sao hắn quá ngây thơ rồi không chỉ nơi này mà không ít địa phương đều có người đang âm thầm thảo luận ở nơi xa xôi vài đầu cự long đang quanh quẩn trên không trung một tôm cự long cửu trào màu trắng xoay quanh lạnh lùng nói Tô Vũ muốn thành lập thế lực lớn thứ hai ở Tinh Thần Hải, đây là việc làm đối địch với Long tộc, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Ở Tinh Thần Hải, thế lực lớn nhất chính là Long tộc. Một khi Tô Vũ thật sự liên minh được 36 cổ thành thì Long tộc chưa hẳn có thể đấu lại thế lực cổ thành, đây là điều không thể tiếp nhận. Liên minh cổ thành thành lập, liệu Tô Vũ có xâm chiếm lợi ích của Long tộc, đây là điều tất nhiên. Bao gồm đủ loại thiên tài địa bảo, tài nguyên khoáng sản, bảo địa, bí cảnh, thậm chí cả việc khai phá tiểu giới, cổ thành đều có thể sẽ nhúng một tay đây là thứ mà long tộc vô phương khoan dung hay chấp nhận lúc này hai đại thành chủ vừa đến đã làm loạn ra oai phủ đầu trước mặt tô vũ sau lưng họ dĩ nhiên là có người ủng hộ cho tinh hồng cổ thành tô vũ thở dài một tiếng đám người này a à, làm chút chuyện thôi mà cũng khó liên minh cổ thành cũng là vì để thế lực cổ thành gia tăng đáng tiếc ta muốn làm không có nghĩa là tất cả mọi người cũng muốn nhìn kia kìa vừa đến đã lập tức hạ uy của ta ra khỏi thành ư tô vũ cười cười hắn lại đi vào hậu điện mở miệng nói đại nhân ta ra khỏi thành tổ chức hội nghị một khi ta bị người đánh giết đại nhân có ra tay không tinh hồng mở mắt gần đây tiểu tử này luôn tìm phiền toái cho mình có thể một câu xem như lời đáp ứng tô vũ nhẹ nhàng thở ra lại hỏi ta đánh giết những người khác các vị đại nhân chấn thủ cũng sẽ ra tay phải không không đâu tinh hồng bình tĩnh đáp bọn hắn không ra ngoài được có lý rất nhan tinh hồng lại bổ sung thêm ngươi cũng không giết được họ đâm tin thực lực tô vũ không đủ tinh huyết nhật nguyệt bát trọng hắn đã dùng hết hiện tại dù cho hắn dốc toàn lực ứng phó thì có thể đánh được nhật nguyệt lục trọng đã coi như không tệ càng đừng nói tới nhật nguyệt cửu trọng hay chuẩn vô địch tô vũ cười bảo vậy được có lời này của đại nhân ta an tâm rồi tinh hồng không nói gì ngưu bách đạo có một câu nói không sai trước mắt mọi người vẫn là quan hệ lợi ích tô vũ có thể mang đến lợi ích mang đến chỗ tốt cho y thì y có thể thiên vị tô vũ một chút ngược lại nếu tô vũ không thể thì y cũng sẽ từ bỏ hắn giống như đã từng từ bỏ hắc ám ma long hiện thực chính là tàn khốc như thế không có cái gì là yêu hay hận vô duyên vô cớ cả đi giúp tô vũ là bởi vì tô vũ có khả năng mang đến cho y rất nhiều chỗ tốt không đơn thuần chỉ là ra khỏi thành mà còn bao gồm việc truyền di từ khí đều có thể tạo thành tiện nghi lớn cho y chấn thủ lối đi tô vũ đạt được sự cam nan từ tự đã lên không nhiều lời hắn cất cao giọng thanh âm của hắn vang vọng khắp trốn hai vị thành chủ muốn hội nghị ở ngoài thành cũng không phải là không thể được chỉ sợ hai vị thành chủ ra khỏi thành lại không thể quay về. Vậy cũng không tốt, hai vị ra khỏi thành sẽ không dung hợp được tử linh nữa, lúc ấy chỉ là nhật người cửu trọng thông thường, coi chừng bị người đánh giết, khi đó, tô mỗ liền không dễ bàn giao với các vị thành chủ khác, lời này vừa nói ra. Trường binh thành chủ liền đáp trả, chủ yện này không nhọc đến tô thành chủ phí tâm, tô thành chủ hãy tự lo cho chính mình đi, thành chủ thực lực thấp, lại đắc tội chư phương đại tộc, một khi rời khỏi thánh thành thì tô vũ cười đáp, không sao, ta ngoại trừ được thánh thành bảo hộ còn có hai tôn bán hoàng hộ đạo khắp chư thiên vạn tộc kẻ dám giết tô vũ hẳn là không có mấy ai nếu hai vị thành chủ không bận tâm vậy thì cùng ra ngoài vập mặt thôi lời này vừa nói ra trên hai tòa thành cổ hai vị cường giả đều biến sắc hai tôn bán hoàng đúng hai vị phệ thần cổ tộc kia còn ra ngoài chứ tô vũ lại lên tiếng chờ lát nữa các vị thành chủ khác tới sẽ cùng quyết định vập mặt ở tinh hồng thánh thành hay là tổ chức ở ngoài thành ta thì sao cũng được lời này hạ xuống tiếng cười thăm thảm có chút quen thuộc truyền đến kiên hà thiên diệt cổ thành giáng lâm chương 1888, vân tiêu cổ thành thiên diệt cổ thành giáng lâm thiên hà thành chủ cười lớn vui vẻ nói mai thành hay nội thành đều được hết chuyện đó không quan trọng thanh thành liên minh là vì càng cường đại hơn để cho chúng ta có tư cách đối thoại cùng chư thiên vạn tộc liên minh là lựa chọn tốt nhất không ủng hộ liên minh thì tức là có ý đồ khác Tô thành chủ không cần để ý thiên hà trường bình thành chủ thản nhiên nhắc nhở liên minh đích thực là chuyện tốt bất quá nếu liên minh lại do một vị đã đắc tội bán hoàng cùng vô số vô địch làm chủ vậy thì sẽ không phải chuyện tốt thiên hà cười nhạo dứt khoát một chút đi ngươi cứ nói thẳng tên tô thành chủ là được thế nhưng nếu không có tô thành chủ uy hiếp bốn phương ngươi có thể khiến vô địch kiên kỵ sao nhiều năm qua thánh thành chưa từng lập uy như thế rốt cuộc lý do bọn họ kiên kỵ là gì chẳng lẽ chư thiên vạ tộc sợ thành chủ bình độ nhà ngươi ha 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 thành chủ của trường bình cổ thành tên là bình nộ nghe thiên hà nói thế y không vui cao mày lời họ nói trước đó chẳng qua là để hạ uy tô vũ có thể phá hư liên minh là tốt nhất không thể phá hỏng thì cũng muốn khiến các thành chủ khác lưỡng lự chân chờ tối thiểu thì không thể để cho ra hỏa chuyên gây chuyện như tô vũ làm minh chủ đây cũng là nhiệm vụ mà kẻ đứng sau họ đưa ra có thể phá hư vậy thì liền tận lực phá hư không thể phá thì ít ra cũng phải khiến tô vũ vô phương điều khiển toàn bộ liên minh đây là chuyện mà chư phương đều không thể dễ dàng thật thứ hội nghị còn chưa bắt đầu mà đã sặc mùi dương cung bạt kiếng sau một khắc lại một tòa cổ thành nữa buông xuống giọng nữ kiều mị truyền đến tô thành chủ thánh thành chí minh vân tiêu Thành thành luôn ủng hộ thành chủ không biết khi nào thành chủ mới có thể đi nhận chức tô vũ bay lên trời nhìn về phía tòa thành cổ xa xa nở nụ cười thanh hồ thành chủ sao lại không thể chờ đợi thế này người ta mong muốn bắt quá khứ và tương lai thân lần trước nhờ tô thành chủ mà có được một kiện vật vén chịu sao có thể chờ đợi thêm nữa thanh hồ thành chủ tủng tỉm cười lộ ra lúng đồng tiền như hoa tiếng cười càng thêm kiều mị Mô Gia vẫn trở thành chủ đi nhậm chức, giảm bớt một chút tử khí cho ta đây. Vị trí thành chủ này cũng không hoàn toàn là chỗ tốt, nó cũng có vô số chỗ bất lợi, nhất là phải tiếp nhận tử khí quá nhiều. Muốn tăng cao thực lực thì phải giảm bớt tử khí mới được. Nàng lấy được vật vánh chịu mà tô vũ cho, thế nhưng nếu nàng muốn tân cấp thì hiện tại không đẩy ti chức thành chủ là không được. Bên kia, Thiên Hà Thành Chủ vội xen vào, Tô Thành Chủ nếu còn dư lực vị trí thành chủ thiên diệt thánh thành cũng có thể để tô thành chủ chiếu cố thành chủ không phải là việc mà ai cũng có thể làm quá yếu thì luyện hóa thành chủ luyện sẽ bị phản phệ quá mạnh thì ai nguyện ý hóa thành kẻ sắp chết thứ này đều là vì cùng đường mặt lộn, không có biện pháp nên mới kiên nhẫn luyện hóa thành chủ luyện để từ khí vầng quanh sẽ phải gánh vác rất lớn muốn tăng cao thực lực cơ hồ chỉ là chuyện nắng mơ đương nhiên nếu trở thành thành chủ thì cũng có thể truyền di tử khí cho những tướng lãnh hay thậm chí cư dân nhưng nếu bởi vậy mà khiến thuộc hạ đều chết hết trong nhất thời thì sung sướng rồi tức sau đó lại tiêu đời càng nhanh nếu để vượt qua mức phụ tải của thuộc hạ những người này không chịu nổi thì sớm muộn gì cũng đều sẽ hóa thành tử linh tô vũ muốn kiêm quản vân tiêu cổ thành thiên hà cũng ước gì hắn kiêm quản luôn cả thiên diệt cổ thành dù thiên hà không thể thoát khỏi cổ thành thì cũng có thể giảm nhẹ chút vánh vác thì thật hiện tại thiên hà đã sắp không chịu nổi nữa rồi bằng không hắn ta cũng sẽ không đạt thành nhất trí với hạ long võ sớm như thế kết quả hạ long võ lại là tên hố hàng bây giờ nói còn phải đợi thêm một thời gian nữa kỳ thật dù cho chờ đợi thì xác suất hạ long võ chặt đất lối đi từ khí cũng không cao nháy mắt đã có bốn tòa cổ thành buông xuống hai người phản đối tô vũ hai người lại ủng hộ tô vũ tô vũ nở nụ cười hít sâu một hơi bỗng nhiên hắn mang theo cục lông nhỏ trên đỉnh đầu chào hỏi tinh hồng tượng đá một câu rồi đạp không phóng ra trực tiếp bay khỏi thành lao về phía vân tiêu cổ thành lúc này không ít người khẽ rung động tô vũ đã ra khỏi thành trong âm trầm ánh mắt từng vị cường giả biến ảo thấy cục lông nhỏ trên đỉnh đầu tô vũ có người thầm mắng không thôi đẹp đồ vô xì kia có bản lĩnh thì ngươi đơn độc ra ngoài đi ngươi mà xuất hiện một mình cũng không phải không ai dám hạ sát thủ không phải ai cũng đều sợ tự đá nếu thật sự đánh chết tô vũ rồi chẳng lẽ tự đá còn vì một kẻ đã chết mà đối nghịch với các tộc à chết một tên tô vũ không đáng tiền mà thôi hắn và tự đá lại không có quan hệ gì quá sâu thế nhưng thái tử của phệ thân tộc thì khác đó là hậu dễ duy nhất của hai vị bán hoàng thực tụ nếu ngươi không cẩn thận đánh chết cái tên này ai, cả một đời đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài nữa. Dù cho không ra ngoài thì cũng phải cẩn thận bị hai vị này lẻn vào rồi nuốt sẹt ngươi. Trong chớp nắng ấy, việc Tô Vũ ra khỏi thành họp mặt dường như đã trở thành chuyện tiếu lâm, bây giờ thì Tô Vũ không có gì nguy hiểm, mối chốt là những chủ nhân cổ thành khác ra khỏi thành có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ai mà không có kẻ thù riêng, không có kẻ thù thì đã không trốn vào cổ thành rồi trở thành thành chủ. Tô Vũ đạp không mà đi, nụ cười sán lạn, áo bảo tuyết trắng hắn nhìn quanh vài tòa cổ thành trên không rồi nhìn về phía trường bình và sơn khải cổ thành mỉm cười nói hai vị thành chủ hội họp ngoài thành thì ta không có ý kiến nếu hai vị đã đề nghị thì ta sẽ tôn trọng ý kiến của các ngươi thế nhưng mấy thành chủ khác chưa chắc sẽ đáp ứng không phải là hai vị để cho vài vô địch mai phục đánh giết các vị thành chủ đó ở ngoài thành chứ vậy thì cũng quá nguy hiểm rồi trường bình thành chủ nhíu mày đi nói tô thành chủ hiểu lầm chẳng qua là ta lo lắng cho an toàn của bản thân mà thôi cũng không hoài nghi gì tô thành chủ Tô Vũ cười một tiếng, không để ý tới tên này nữa. Hắn đạp không mà đi, rất nhanh đã vào trong Vân Tiêu Cổ Thành, chương 1889, tiếp nhận chức vị thành chủ Vân Tiêu Cổ Thành, phủ thành chủ, một thân ảnh xinh đẹp hiển hiện, Tô Vũ cách thật xa đã thấy ánh mắt như nước trong vào kia. Khi hắn đi đến trước mặt nữ tử này thì trong lòng lại khẽ run lên, nữ nhân yêu mị, bất quá sau một khác. Tô Vũ bỗng nhiên cất tiếng, lạch, thanh hồ thành chủ, cái đuôi của ngươi có thể thu lại được không? Ta hơi dị ứng, vẻ mặt thanh hồ thành chủ trong nháy mắt khẽ biến ảo một thoáng nàng nhìn về phía tô vũ lúc này trong mắt càng là dáng vẻ u oán rõ ràng tô vũ mắng thầm cái đuôi kia thật xấu con xẻ tà chia làm nhiều đuôi nhỏ một cái thì còn có thể bảo là ưu điểm nhiều cái đuôi thì trực trực. xấu quá hắn không quản vị thành chủ này dám đến đây thì cũng không phải là vì hắn tin tưởng thanh hồ mà là hắn tin tưởng vân tiêu bởi vì hắn cùng vân tiêu đã đặt thành hiệp nghị lúc bấy giờ tô vũ chấp tay với hậu điện phủ thành chủ cất cao dạng hồ vân tiêu đại nhân tô vũ đến đây thực hiện ước định bên cạnh thanh hồ thành chủ cười quyến rũ nói tiểu đệ đệ ngươi thật là không có tình người tỷ tì tỷ đẹp như vậy thế mà đệ đệ nhà ngươi lại bỏ qua ta thật là làm cho người ta đau lòng tô vũ quay đầu nhìn về phía nàng nghiêm mặt nói thanh hồ thành chủ ở trước mặt chấn thủ đại nhân nên trang nghiêm một chút ngày mà thanh hồ thành chủ chưa giải trừ lối đi tử linh thì ngày đó ngươi vẫn thuộc về thánh thành ha có thể vào lúc ta cùng đại nhân đang câu thông lại dám tùy tiện tranh vào thanh hồ im lặng tô vũ mà cũng biết nói chuyện quy củ nô quỳ a à. đạo mạo trang nghiêm một bụng lại toàn ý nghĩ xấu ánh mắt nàng hơi khác thường khách khí với tô vũ như vậy thật đúng là không phải vì nịnh nọt tô vũ nàng không cần phải làng lúc này nàng bỗng nhiên truyền âm cho tô vũ giọng điệu đầy kiều diễm nói đệ đệ nghe nói nhân tộc cho ngươi y hai khối vật vánh chịu không bằng đêm nay đệ đệ lưu lại cùng tỷ tỷ tìm cực lạc chỉ cầu đệ đệ xót thương tỷ tỷ tạo tỷ tỷ thêm một kiện vật vánh chịu ngươi mở tưởng cái giám. Tô Vũ oán thầm, ta không có hứng thú gì với hồ ly hết, còn muốn vật vánh chịu, mặt sao mà dày như vậy cơ chứ. Hắn không thèm để ý đến nàng nữa, vào thời khắc này, trong hậu điện truyền đến một giọng nữ, yến vào đi. Chất giọng có chút tăng thương, có chút đặc thù, Tô Vũ vội vàng đi về phía hậu điện, ánh mắt thanh hồ thành chủ lóe lên một cái, cũng vội vã theo vào, mà bên ngoài, mọi người đều đang yên lặng quan sát. Tô Vũ có thể tiếp nhận tử khí từ tòa cổ thành thứ hai sao? chẳng lẽ hắn thật sự muốn tiếp nhận tòa cổ thành thứ hai nếu là như vậy tô vũ sẽ trở thành vị thành chủ đầu tiên kiêm quản hai tòa cổ thành trong hậu điện một tôn tượng đá to lớn hiện ra trước mắt tô vũ rất cao lớn xem xét là thì đây là một bà khụ khụ là một nữ nhân tướng mạo thuộc về nhân loại đơn thuần nếu chỉ nhìn tượng đá thì có vẻ hơi rung động lòng người không tính thanh thuần cũng không phải yêu mị mà đơn giản là đẹp mắt cụ thể là chủng tộc nào thì tô vũ không biết mấy pho tượng đá này đa phần thoạt nhì không khác nhân tộc cho lắm đương nhiên hầu hết họ đều không phải là nhân tộc, tỉ như thiên diệt. Tô Vũ đã từng thấy qua cái đuôi của vị này, tỉ như tinh hồng, Tô Vũ từng thấy lân giáp của nó. Hai vị ấy đều không phải nhân tộc, mà Vân Tiêu thì tạm thời hắn nhỉ không ra chủng tộc nào, xác suất là nhân tộc cũng không lớn, Vân Tiêu mở mắt nhìn về phía Tô Vũ, giống như đang đánh giá hắn. Nàng nhìn một hồi rồi quạnh quãi nói, ngươi có thể tiếp nhận tử khí từ tòa thánh thành thứ hai, Tô Vũ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên, thần văn chữ tử vận chuyển, hàng loạt tử khí trong cơ thể bị hắn hấp thu không chỉ như vậy sau một khắc hắn mở dương khiếu ra không lựa chọn nghịch truyền tử khí mà là mở dương khiếu để hấp thu tử khí nguyên khiếu nghịch truyền đây là công pháp mở dương khiếu thì không phải công pháp chỉ có thể nói đây là thiên phú dị bẩm của tô vũ dương khiếu cũng có thể mở ra vân tiêu thấy cảnh này thì cũng có chút ngoài ý muốn chậm rãi cất tiếng thì ra là thế thiên khiếu nửa mở chất không được ngươi có thể thu nạp nhiều tử khí như vậy nhưng thiên khiếu cũng có cực hạn Dựa theo việc ngươi thu nạp như này thì có lẽ không tới mấy năm sau ngươi liền triệt để hóa thành tử linh. Phía sau, Thanh Hồ Thành Trùng nghe vậy thì âm thầm thất vọng, thì ra là cũng có cực hạn, sống không được mấy năm, trông thấy hắn cản dỡ như thế, Thanh Hồ còn tưởng rằng Tô Vũ có phương pháp gì tuyệt mật, hóa ra chỉ là nhiều mở thiên khiếu gì đó. Nàng vô cùng khéo léo nói: "Nương nương, ta có thể mở thiên khiếu được không?" Vân Tiêu đạm mạc đáp: "Nếu ngươi là nhân tộc, hai khiếu 360 cái thì có lẽ có khả năng thử một chút, ngươi muốn a?" À, Thanh Hồ nghe xong lập tức từ bỏ ý đồ, hóa ra là phiền toái như vậy, khó trách chỉ có mình Tô Vũ làm được. Thanh Hồ lại nhu thuận cười bảo, nương nương, vậy hắn tiếp nhận hai tòa cổ thành thì có thể tiếp nhận bao lâu, nếu hắn chết, ta lại phải gắng sức vì nương nương, Tô Vũ không nói gì. Hồ ly này quả là gian manh, quanh co lòng vòng chỉ để nghe ngóng tình huống, Vân Tiêu có gì nói đó, ba đến năm năm đi, nếu tiếp nhận thêm một thành thì có lẽ trong một năm hắn sẽ chết, lại còn không thể một mực tiếp nhận lực lượng từ chấn thủ giả, bằng không chết càng nhanh. Nghe vậy Thanh Hồ thành chủ triệt để tuyệt vọng luôn rồi, hóa ra là một con quỷ đoàn mệnh, còn là con quỷ đoạn mệnh càng quấy, phải biết rằng thành chủ như họ, dù cho bị tử khí tra tấn thì dưới tình huống bình thường cũng có thể sống mấy trăm năm, Tô Vũ quỷ chết tiểu này thế mà chỉ có thể sống mấy năm, còn không thể vượt quá giới hạn hấp thu tử khí. Lúc bấy giờ, nàng sợ Tô Vũ đổi ý, vội vàng đưa thành chủ lệnh ra, tôi cười nói: "Tô thành chủ, nếu ngươi cùng nương nương đã có ước định, vậy thì vị trí thành chủ này ta liền giao cho ngươi. Ngươi phải phục thị nương nương thật tốt đấy, từ nay về sau. Ta chỉ là một cư dân bình thường dưới chướng thành chủ đại nhân mà thôi, Tô Vũ nhận lấy. Đoạn hỏi, Thanh Hồ thành chủ không định đảm nhiệm chức vụ tướng quân thủ vệ gì à? Không cần, Thanh Hồ oán thầm, ta có mưu đâu. Trong thành cổ, thành chủ lệnh có thể phân tán tử khí cho những thủ vệ quân hoặc tướng lĩnh thủ vệ, nói một cách khác, làm một vị quan nửa chức thì phải lãnh nhận phong hiểm, một khi lòng dạ thành chủ hiểm độc có thể sẽ đem hàng loạt tử khí truyền di tới cho ngươi mà thành chủ lại không thể truy yển di cho cư dân dĩ nhiên nếu là tượng đá thì có khả năng đó vị trí tốt đẹp đến mức nào thì sẽ có gió lớn chừng ấy tô vũ cười cười được rồi là chính ngươi chọn đừng trách ta không cho ngươi cơ hội thành chủ lệnh có khả năng truyền rời tử khí cũng có thể thu nạp tử khí thân là thành chủ thật ra tô vũ có khả năng thu nạp tử khí trong cơ thể của bọn họ bọn họ cũng có thể truyền rời tử khí cho tô vũ hiển nhiên là chỉ cần tô vũ nguyện ý hồ ly thanh hồ này quả là xảo quyệt vậy thanh hồ thành chủ tô vũ nói mời ra ngoài trước ta không quá yên tâm khi có người nhìn ta luyện hóa thành chủ lệnh thanh hồ cười khẽ cũng không thèm để ý nàng không người trước tượng đá rồi nói nương nương nô tỳ đi đây nếu tô thành chủ không có cách nào chống đỡ thì còn có nô tỳ trở về gánh vác vì nương nương tô vũ chống đỡ một quãng thời gian thôi cũng được cho nàng một chút thời gian để hóa giải tử khí tốt nhất là tấn cấp chuẩn vô địch tới lúc đó dù tô vũ chết rồi thì nàng lại trở về làm thành chủ thì cũng không thành vấn đề rất tốt vân tiêu không nói gì rất nhan thân hồ thành chủ đã rời đi không chỉ rời đi mà còn mang đi không ít người ở phủ thành chủ nàng không ra khỏi thành bây giờ nàng vẫn thuộc về vân tiêu cổ thành ra khỏi thành cũng không phải lựa chọn tốt chẳng qua là từ giờ trở đi nàng không cần tiếp nhận nhiều từ khí từ cổ thành nữa tương tự nàng cũng không được hưởng thụ thêm đủ loại tiện ích như trước bao gồm cả việc dung hợp với tử linh hay mượn dùng tử khí cổ thành, hoặc kể cả việc phong cấm cửa thành thì nàng đều không thể. Chương 1890, bảo hộ tinh nguyệt trong hậu điện, Tô Vũ cười khẽ rồi bắt đầu luyện hóa thành chủ lệnh, hàng loạt tin tức tràn vào trong đầu hắn, tử khí bắt đầu sôi trào, Vân Tiêu yên lặng quan sát, nhìn một chút liền phát hiện điểm không thích hợp, Tô Vũ không ngại tử khí quá nhiều, hấp thu so với dương khiếu còn nhanh hơn. Nháy mắt hắn đã nghịch chuyển nguyên khiếu, hàng loạt tử khí bị nghịch chuyển thành nguyên khí, chất nhiều rất nhiều, Tô Vũ không ngừng luyện hóa thành chủ lệnh, đồng thời khôn ngừng miệt truyền tử khí, trước đó, từ khí đã bị Dương Khiếu hấp thu, nhưng bây giờ tử khí trực tiếp bị hắn miệt truyền thành nguyên khí. Tô Vũ vừa miệt truyền, vừa trò chuyện, Vân Tiêu đại nhân, thuộc hạ muốn hỏi thăm một việc. Vân Tiêu hơi có chút hốt hoảng, cất tiếng, "Chuyện gì? Đại nhân, ta làm thành chủ ở đây, tại sao không có Tử Linh quân chủ tới truyền đổi ta vậy?" Tô Vũ hơi không vui nói, "Ta muốn dựng thêm mấy lối đi tử khí, vì sao lại không có?" Vân Tiêu thoáng sửng sốt, nàng là nhân vật có kiến thức rộng rãi nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được yêu cầu kỳ quặc như thế nửa ngày sau mới trầm giọng nói chỉ cần thành lập một lối đi từ khí là đủ rồi ồ tô vũ thấy tiếc muối thật sự là có chút tiếc muối nho nhỏ nói như vậy hắn sẽ không cách nào khống chế tử linh quân chủ viêm ma của nơi này tô vũ còn muốn thành lập liên hệ với đối phương sau đó chờ thời điểm thích hợp để thủ tiêu đối phương kia kìa tô vũ buồn bực nói đại nhân nghĩa là viêm ma không cần thành lập liên hệ với ta sao? Ta có biện pháp nào có thể thành lập liên hệ với lão không? Tỷ như ta giết chết tinh nguyệt bên tinh hồng cổ thành thì liệu ta có khả năng liên hệ với lão được không? Đây là lần đầu tiên Vân Tiêu trò chuyện với Tô Vũ. Nàng vẫn chưa quen thuộc với cách nói năng gây kích thích người đối diện của hắn giống như tinh hồng hai thiên diệt. Chính vì vậy mà trong một thoáng nàng bất giác hốt hoảng. Ngươi ngươi vừa nói mình muốn giết chết một vị tử linh quân chủ. Mục đích không phải là để thoát khỏi cảnh biến thành hoạt tử nhân mà là để có thể liên hệ với một vị quân chủ khác cao cường đại hơn. Ngươi nghĩ gì thế? Còn nữa, vừa rồi ra hỏa này lừa gặt mình sao? Hắn căn bản không phải dựa vào thiên khiếu nửa mở để hấp thu tử khí, bản lĩnh của hắn nằm ở chỗ tử khí nghịch truyền chi pháp. Trước đó nàng phán đoán Tô Vũ không còn sống được bao lâu nữa, nhưng hiện tại nàng phải tự lật đầu kết luận của mình, vô nghĩa. Cái tên này sẽ còn thoải mái nhảy nhót rất lâu. Hắn mà toàn tâm toàn ý đi nghịch truyền tử khí, nhất định có thể sống đến mức làm cho người ta sụp đổ chỉ dựa vào tử khí thì căn bản không giết được hắn tô vũ vừa luyện hóa thành chủ lệnh vừa hỏi đại nhân chẳng lẽ không được sao có thể có thể hay không à vân tiêu rối loạn có thể làm thế sao giết chết một vị tử linh quân chủ sau đó lại đến trong đồng với một vị tử linh quân chủ khác nàng suy nghĩ hồi lâu cuối cùng thẳng thắn đáp ngươi mà rất tinh nguyệt viêm ma chưa chắc dám đến chuyển đổi ngươi tô vũ sừng sốt nếu vậy ta không còn là hoạt tử nhân kỳ cũng đồng nghĩa với việc ta không thể kế thừa vị trí thành chủ đúng vậy Tô Vũ giật mình, tức là nếu Tinh Nguyệt mà chết, ngay cả chức thành chủ ta cũng không làm được nữa, hắn hoảng sợ, Vân Tiêu thì rất muốn hỏi hắn, chẳng lẽ ngươi cho rằng Tử Linh quân chủ sống không lâu hơn ngươi? Nhưng mà lời này không tiện hỏi, khó mà nói. Vân Tiêu cảm thấy chỉ trong chốc lát mà tang quan của bản thân đã bị phá vỡ. Đây là vị thành chủ đầu tiên lo lắng Tử Linh quân chủ chuyển đổi mình sẽ chết, ngài nó Đúng là sống đủ lâu thì cái quái gì cũng có thể gặp, nàng đã đồng hành với vô số các đời thành chủ, những người này đều chỉ ước gì từ linh quân chủ chuyển đổi mình bỗng nhiên chết toi tô vũ thì ngược lại dường như hắn rất sợ tình người sẽ chết tô vũ lo lắng thực sự hắn vội hỏi lại đại nhân tinh người chết rồi thì ta không còn cách nào khác đảm nhiệm chức vụ thành chủ sao vân tiêu trần chờ đáp không xác định dưới tình huống bình thường tử linh chuyển đổi ngươi chết đi thì ngươi sẽ được giải thoát khỏi trạng thái tử linh ngươi còn sống sót sẽ mau chóng rời khỏi thánh thành vì sợ bị tử linh khác chuyển đổi ta chưa từng thấy hay nghe nói có ai nguyện ý lưu lại để chờ đợi bị chuyển đổi một lần nữa Ngươi có thể thử xem sao? Tô Vũ lo lắng, không nên tùy tiện thử thì hơn. Tốt nhất là Tinh Nguyệt đừng chết, lớn nàng chết rồi lại không có ai tới chuyển đổi ta, vậy thì ta sẽ mất đi vị trí thành chủ. Không được, trở về bên kia ta phải trò chuyện cùng Tinh Hồng đại nhân một chút. Ta phải bảo vệ Tinh Nguyệt, cũng phải căn dặn nàng tuyệt đối không nên chạy loạn, cũng đừng tranh bá lung tung với người ta. Về sau ta sẽ ít hấp thu tử khí của nàng, miễn cho nàng bị người khác giết. Thật là đúng là khiến ta phải bận lòng mà hiện tại hắn đã bắt đầu lo lắng cho tinh nguyệt nếu ngươi chết ta có lẽ sẽ to lời một khi ta không phải bá chủ cổ thành mà lại đắc tội nhiều ngươi như vậy kể cả nhân tộc cũng đắc tội thì tình hình sẽ rất đáng sợ hắn vội vàng đề nghị đại nhân hai ngài giúp ta gọi viêm ma ra đi bảo hắn chuyển đổi ta xây lại một cái thông đạo khác để lỡ chết một vị thì còn một vị có thể duy trì thân phận nửa tử linh của ta vân tiêu đờ đẫn đây thật sự là lần đầu tiên nàng nghe được có người yêu cầu như vậy nàng không để ý đến tô vũ nữa mà là truyền âm sang cho tinh hồng tinh hồng thành chủ của ngươi bảo ngươi tốt nhất hãy bảo hộ tử linh quân chủ bên đó thật tốt tuyệt đối đừng có chết chết rồi thì hắn liền bị giải thoát khỏi thân phận hiện tại hắn không muốn mất đi thân phận này lời này truyền vang khắp hậu điện tinh hồng của thành tinh hồng hơi cạn lời rất nhanh bành đáp cũng phải nếu tinh nguyệt chết rồi thì tô vũ sẽ được giải thoát như như vậy thì hắn liền phiền toái chúng ta cũng sẽ tổn thất một vị thành chủ yếu tú thế là sau một khắc Tinh Hồng vội vàng liên hệ chấn thủ giả của các thành cổ khác, thanh âm lan đi khắp nơi. Chư vị hãy xem trọng những tên dưới mặt đất kia, không có việc gì thì đừng để chúng vượt biên. Về sau Tinh Nguyệt sẽ do ta bảo hộ, bảo hộ Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt chết rồi sẽ không còn tử linh nào dám chuyển đổi Tô Vũ, vậy phải làm sao bây giờ? Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ có tử linh tới chuyển đổi, nhưng mà tình huống đó chưa từng xảy ra, ai biết được có đúng là vậy hay không? Hơi, trước mắt cứ bảo vệ Tinh Nguyệt cho tốt đi. Chương 1891, ai dám đụng vào tô vũ ta giết kẻ đó giọng của tinh hồng truyền vang rất nhanh cũng truyền đến tai tinh nguyệt lần đầu tiên tượng đã lại dùng giọng điệu khách khí như vậy để nói với nàng tinh nguyệt hãy bảo vệ tốt chính mình tuyệt đối không nên tùy tiện đi chinh chiến từ linh giới quá nguy hiểm tô vũ dặn ta bảo hộ ngươi kín kẽ miễn cho ngươi chết thì hắn lại phải giải thoát thân phận không cách nào đảm nhiệm vị trí thành chủ được nữa nếu ngươi có phiền toái gì chỉ cần nằm trong quy tắc thì có thể nói cho ta biết ta sẽ hỗ trợ ngươi trong thông đạo dưới lòng đất tinh nguyệt quân chủ sừng sốt mất một lát ánh mắt cũng biến đổi xỉ nhục vô cùng nhục nhã lo lắng nàng chết rồi sẽ giải thoát thân phận còn nhiều chấn thủ giả bảo hộ quân chủ như nàng nghe nó tinh nguyệt cảm thấy mình vừa bị khi nhục quá đáng hàn mạc chết tiệt tinh nguyệt quân chủ giận dữ tô vũ làm nhục ta chân trụi mà nhục nhã ta ta là chúa tể một phương là một sự tồn tại vô địch là tử linh quân chủ thế mà hôm nay lại bị người nhục nhã xấu hổ vô cùng quá mức xấu hổ những vị trấn thủ vẫn luôn trấn áp nàng hôm nay lại nói với nàng rằng nếu có phiền toái thì có thể tới tìm ta ta sẽ giúp ngươi bởi vì ngươi chết đi rồi thì ta sẽ mất đi một vị thành chủ tốt đây quả thực là chuyện đâm tâm đâm phổi nếu nàng không phải tử linh thì dám chắc lúc này đã tức tới hộp máu tinh hồng không để ý đến nàng Đi chỉ cảm thấy tô vũ nói rất có lý không thể không đề phòng mà lúc bấy giờ vân tiêu đã lâm vào tình trạng ngốc trệ tô vũ tinh hồng bọn gia hỏa này đều đang phá vỡ tam quan của nàng tinh hồng thật đúng là muốn bảo vệ tinh nguyệt kiệt đệch mấy vạn năm rồi vân tiêu chưa mắng chửi ai lúc này nàng lại hết sức muốn đứng lên chỉ tay vào mặt hai gia hỏa chết tiệt kia mà mắng đúng là đã khiến nàng phải mở mang tầm mắt tinh hồng chết bồng chúng ta là những vị trấn thủ giả chuyên chèn ép từ linh giới từ khi nào lại muốn đi bảo hộ một vị từ linh quân chủ rồi mà đúng lúc này tô vũ bỗng nhiên đề nghị vân tiêu đại nhân ngay có thể rời khỏi lối đi đi thử mấy bước xem truyền từ khí hết cho ta ngài đi một chút hoặc là bay ra ngoài chốc lát đi. Ngoài kia cảnh đẹp lắm, Vân Tiêu ngốc trệ, ta có thể đi ra ngoài thật sao? Ta tiếp nhận rất nhiều từ khí, nếu chuyển rời cho ngươi, ngươi sẽ không chết ngay trước mắt ta đấy chứ. Nàng suy nghĩ một chút, tinh hồng đã từng ra khỏi thành, hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí chuyển rời chút ít từ khí mà nàng tiếp nhận sang cho Tô Vũ. Mà Tô Vũ thì cấp tốc bạo phát từ khí, điên cuồng bắt đầu nguyệt chuyển, vân tiêu sững sốt, lại cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi lối đi lối đi vẫn cực kỳ vững chắc nàng hết sức sừng suốt cẩn thận giải trừ trạng thái hoa ná hoa thành hình người bình thường đứng trước mặt tô vũ mà tô vũ thì lại đang nhắm mắt nhịp chuyển vân tiêu bỗng muốn òa ra khóc lâu lắm rồi đương nhiên nàng cũng muốn động đậy một chút thậm chí còn muốn đi ra ngoài kia nhưng mà nàng không thể thế mà bây giờ nàng có thể động rồi thật sự cử động được rồi trong nháy mắt nàng bành tan biến ngay tại chỗ bay ra khỏi thành dưới tình huống không ai trông thấy nàng đã đi ra khỏi cổ thành càng bay càng cao càng bay càng xa nàng muốn điên cuồng gào thét muốn gieo hò muốn phóng túng một chút nàng cũng muốn khóc một trận vô địch thì cũng là sinh linh sao có thể không có cảm xúc vài vạn năm có lẽ là mười vạn năm quá lâu rồi xa xưa đến nỗi nàng cho là mình đã sớm chết hôm nay nàng mới biết rằng mình còn sống là tô vũ đã thức tỉnh nàng nữ nhân đều giống nhau đều hướng tới tự do hướng về thế gian phồn hoa bên ngoài lúc bấy giờ vân tiêu thật sự kích động tới phát điên ta ra ngoài rồi tầm ẩm thiên địa nổ tung vân tiêu vũ ra một trường ầm ầm xuyên phá hư không sau đó lại dù đãng bốn phía lòng nàng đang rất điên cuồng cực kỳ hưng phấn cực kỳ kích động ta ra rồi ta thật sự ra ngoài rồi tổ vũ ta yêu ngươi chết mất lúc này vân tiêu hưng phấn tới nỗi khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng sau một khắc, vân tiêu bỗng nhiên hạ xuống từ trên không đột nhiên một trường vũ về hướng trường binh cổ thành trong thành trường bình tượng đã mở mắt sừng sốt mất mấy giây hắn còn chưa kịp nói gì thì thành chủ của hắn đã bị vân tiêu tung một trưởng mút trời đánh thành bánh thịt còn may vân tiêu vẫn biết thu liễm không đánh chết đối phương có điều như đó đã đủ khiến bình độ hoảng hốt cực điệt ti cấp tốc hồi phục thân thể trong lúc nhất thời y cũng thấy mờ mịt không biết nên trốn chạy về hướng nào chuyện gì xảy ra vậy ta đang ở trong cổ thành làm sao lại bị người đánh nổ thân thể mà vân tiêu vẫn chưa chịu ngưng lại vỗ thêm một trưởng về hướng sơn khải cổ thành xa xa sau đó nàng bay lên trời uy áp lan tỏa giọng nói thanh lãnh dung chuyển toàn bộ tinh thần hải từ hôm nay tô vũ được phân tiêu bảo hộ chư thiên vạn tộc ai dám đụng vào tô vũ ta liền giết kẻ đó nếu nhân điên của lên thì còn đáng sợ hơn cả nam nhân vân tiêu đã quá khát vọng tự do lúc bấy giờ bốn phương đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch ai ai cũng ngóc trệ địch tình huống gì thế một tôn tượng đá vô duyên vô cớ xông ra không chỉ vậy mà đối phương còn đánh nổ thân thể hai vị thành chủ dĩ nhiên là không giết bọn hắn chẳng qua là làm họ bị thương nang thôi nhưng mà đây là chuyện gì? Chưa từng xảy ra a? À? Ngay cả tinh hồng bên dưới cũng thấy sườn sốt. Tà đệt, tình huống gì vậy? Ngươi đây là muốn đạt chủ thứ với ta à? Hai tôn tượng đã ở trường Bình Cổ Thành và Sơn Khải Cổ Thành cũng có chút phẫn nộ. Có điều còn chưa kịp phát uy thì Vân Tiêu đã chuyển âm đe dạ. Các ngươi chớ chọc ta. Chọc ta thì ta sẽ tìm lão đại tới tính sổ. Thành chủ của các ngươi cũng dám can đảm lấn lướt thành chủ của Vân Tiêu Thánh Thành. Quá cản rỡ. Hai tôn tượng đá triệt để hóa đá. Đầu mày, Rốt cuộc Tô Vũ thu phục Vân Tiêu bằng cách nào vậy? Chương 1892, chúng ta là chỗ dựa của ngươi bốn phương tám hướng vốn đang vây xem trò vui, ai ai cũng âm thầm có tính toán riêng. Có điều lúc này mọi người đều đã choáng váng, thế này cũng được ư? Tô Vũ thật sự chạy tới Vân Tiêu cổ thành làm thành chủ rồi, thanh chốt nhất là hắn đã thả Vân Tiêu ra, lúc bấy giờ, ở trong hư không, thân ảnh mông lung của Vân Tiêu lại tỏa ra uy áp bao trùm thiên địa, giọng nàng lạnh lùng vang lên, Thà nhân chủ Vân Tiêu thánh thành công cao cái thế, ai dám đối địch?" chứ thành trung phạt, công cao cái thế. Ở đâu ra công lao vậy? Vân Tiêu không nói gì, nàng ra ngoài được như vậy thì đó chính là nhiều Tô Vũ, còn chuyện rốt cuộc có công lao hay không? Nàng nói có vậy thì là có, nàng ra ngoài, Tô Vũ phong trấn lối đi, đó chính là công lao, trấn giữa thông đạo tử linh là công cao cái thế, có gì không thể, có vấn đề gì sao? Nàng nhìn quanh bốn phương, ánh mắt xuyên thủng đất trời, từng vị cường giả ẩn giấu hoặc là trốn vào hư không đều lọt vào tầm mắt nàng. Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, rất muốn hành hung một trận, rất muốn tìm một tên vô địch để chiến một trận, nàng quá muốn đánh giết, lâu lắm rồi, nàng giống như hoạt tử nhân bị cầm tù, phải trông coi lối đi tử linh quân chủ còn tự do hơn cả nàng, ở thời khắc mấu chốt tử linh quân chủ còn có thể ra giết người. Ra lợn lờ một thoáng, nàng thì không được, bởi vì quy tắc, nàng đi rồi thì không có ai chân áp lối đi tử khí, đó chính là vấn đề vi phạm cực lớn, hiện tại thì quá tốt, Tô Vũ đang thay nàng chân áp, Vân Tiêu không muốn trở về sớm, nàng còn muốn tiếp tục ở ngoài thêm một lát, nàng chỉ hận không thể đi luôn khỏi trở về. lúc này nàng hết sức khát vọng có người tìm đến đây, tốt nhất là vô địch. nàng muốn chiến đấu, nàng muốn phát tiết, nàng không muốn trở về. mà vào thời khắc này, thiên diệt bỗng nhiên điên cuồng nổi giận, nó gào thét chấn động bốn phương, tổ vũ đến đây, ngươi lập tức tới đây cho ta. aha ha ha, lão tử sắp phát điên rồi. không sai, thiên diệt thật sự sắp điên mất. đừng, đừng đối xử với ta như vậy hãy tới chỗ ta đây này. Ta cũng muốn ra ngoài, ta cũng muốn đi chơi mà. Đầu tiên là tinh hồng, tiếp theo là vân tiêu. Còn ta thì sao? Ta mới là tượng đá đầu tiên mà ngươi quen mà, thiên diệt phát điên. Ngào thét, tổ vũ, tới đây, ngươi đến đây thì ta sẽ đánh chết thiên hà cho ngươi thượng vị sắc mặt thiên hà tái xanh. Lẽ nó, đáng giá sao? Có cần phải thế sao? Đường đường là thượng cổ vô địch thế mà lời nay cũng có thể nói ra. Giữ chút liêm sỉ lại để giành dỗi lôi ra ngắm như có được không? mà lúc này trong khi thiên hà đang âm thầm chửi bậy thì bình độ cùng sơn khải thành chủ lại biến sắc cặt trông như thiên diệt chỉ đang nói chơi nhưng bọn hắn nào dám coi là trò đùa lời này có ý tứ là nếu tô vũ muốn tự đa sẽ nguyện ý vì tô vũ mà đánh chết bọn hắn trên thực tế không cần hỏi lại nữa vừa mới ngay đây thôi vân tiêu trấn thủ giả đã tung một trường vũ nát nhục thể của bọn họ không trừ lại chút thể diện nào mà tự đá trong cổ thành của bọn họ đều không lên tiếng giống như hết thảy chưa hề có gì phát sinh và lại không đánh chết họ nên tử linh cũng chẳng xuất hiện hiện tại tiếng giống của thiên diệt càng làm cho các vị thành chủ rung động ý gì thế lúc này ở bốn phía có một số tòa cổ thành chật hiền hiện có người vừa tới có người kỳ thật đã đến từ lâu thay cảnh này nghe được những lời này thì ai ai cũng rung động khôn cùng trong vân tiêu cổ thành thanh hồ trừng mắt nhìn miệng ha to kinh ngạc chuyện gì đang xảy ra vân tiêu nương ngương ra tay sao chuyện có gì đâu mà phải ra tay chỉ là hai vị thành chủ hạ uy tô vũ Tô Vũ cũng không chịu thiệt. Kết quả, Vân Tiêu thế mà lại ra tay trực tiếp đánh vào cổ thành, khiến thân thể thành chủ nhà người ta nổ tan. Lúc này, Thanh Hồ cảm thấy thật là chua, quá chua. Chua đến nỗi nàng muốn nổi giận gầm lên một tiếng, ta làm thành chủ trăm năm, số lần Vân Tiêu nói chuyện với ta còn chưa tới 10 lần, tổng cộng gom lại còn không đến 50 câu, còn ra hỏa Tô Vũ kia chỉ mới vừa đến mà thôi. Ngươi đi trả lạnh cũng quá nhanh rồi đấy, đối đãi khác biệt quá lớn rồi, Tô Vũ vừa trở thành thành chủ, tốt lắm, tượng đa mấy vạn năm đều bất động lại tự mình ra ngoài xả giận giúp hắn dù là thành chủ của cổ thành khác vốn đang ở trong nhà thì vẫn bị nàng xử đẹp cổ thành đã không còn an toàn nữa bọn họ có thể hung hăng càn quấy chính là vào cổ thành và tượng đá hiện tại tượng đá nơi khác lại tự mình ra tay với bọn họ đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm điều này đại biểu dù cho họ cứ ngay trong cổ thành thì cũng chẳng hề an toàn bởi vì nói không chừng tượng đá sau lưng cũng có thể tùy thời cho ngươi một bàn tay việc vân tiêu ra tay đã khiến toàn bộ tinh thần hải đều chìm vào thinh lặng thiên diệt hết sức bi thương rất muốn nổi giận lao ra ngoài tự tay kéo tiểu tử tô vũ kia về đây thế nhưng hắn không thể đi ngay khi hắn đang phát điên muốn khóc bên cạnh vân tiêu bỗng nhiên xuất hiện một người tuấn nam mỹ nữ đẹp là tinh hồng vân tiêu cũng sửng sốt mấy giây nhị không được nhìn về lại cổ thành của mình tinh hồng cũng đi ra tô vũ sẽ không sao chứ thế này mà cũng được à tinh hồng truyền âm nói không sao chỉ mới tiếp nhận hai vị trấn thủ mà thôi. Và lại bây giờ hắn còn đang ở trong nội thành, lần trước hắn về nhân cảnh, ta ra ngoài mà hắn còn có thể tiếp nhận, khi đó từ khí phản phệ mà hắn phải chịu còn gấp bội hiện giờ, nói một cách khác. Hiện tại hai vị trấn thủ ra ngoài thì cũng chỉ tương đương với lượng tử khí cắn trả ngay đó mà thôi. Không có gì khác nhau. Bởi vì hiện tại Tô Vũ đang ở trong thành, không phải gánh chịu nhiều áp lực như khi hắn về nhân cảnh, tinh hồng cũng đã đi ra. Vân Tiêu liếc nhìn y một cái, ngươi ra đây làm gì? Tinh Hồng cũng liếc mắt nhìn lại, ngươi ra làm gì thì ta cũng thấy, đương nhiên là để đi lượn lờ khục khụ đương nhiên là vì làm chỗ dựa cho Tô Vũ. Tinh Hồng tỏ vẻ lạnh lùng nhìn quanh bốn phương, Thánh Thành liên minh hay không là chuyện của Thánh Thành, bất luận sinh linh nào không thuộc Thánh Thành mà dám can đảm nhúng tay, giết sạch không tha. Bán đạo không? Mai Phong không? Tinh Hồng bày ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, ta cho ngươi chỗ dựa đó Tô Vũ, đừng sợ, hai tôn tượng đá trôi nổi ở trên không, thật sự không muốn quay về uy áp càng ngày càng mạnh, tốt nhất là có ai đó tới đây đi. Đánh một trận cho sảng khoái nào, đánh xong rồi chúng ta mới trở về cũng không muộn. Tinh hồng bá đạo một hồi mà vẫn không có ai đáp lời, y hơi mất hứng, sau một khắc, y trượt quá to. Trường Bình, Sơn Khải, các ngươi dạy dỗ thành chủ không nghiêm. Bỏ bê quản lý, Vân Tiêu tự tay giáo huấn bọn họ, hai vị trấn thủ có ý kiến gì không? Dứt lời, Tinh Hồng thầm truyệt âm, có ý kiến thì ra đây đánh một trận, hai tòa cổ thành an tĩnh dạ người, kỳ thật hai tô tượng đã đang điên cuồng chửi mắng trong bụng muốn giết người đánh con mẹ ngươi chúng ta có ý kiến gì không chúng ta cực kỳ có ý kiến nhưng ngươi lại bảo chúng ta ra ngoài chúng ta mà ra ngoài được thì cứ đánh một chầu a ai sợ ai chứ Một chút là chúng ta không ra ngoài được mà hai vị kia rõ ràng là đang muốn kiếm chuyện cũng không thể cứ đứng yên mãi được nhỉ tìm chút chuyện làm đi sợ cái gì hả chỉ cần nằm trong quy tắc chúng ta kiếm thêm chút chuyện làm cho vui vẻ đi bọn họ chưa muốn quay về. Tiểu Tô Vũ còn chống đỡ được mà. Cố gắng lên. chương 1893, phá hỏng kế hoạch bên trong tòa thành cổ, Tô Vũ cũng ngốc trệ, ra sức thế cơ à. Vân Tiêu làm thế này thì cũng quá nhiệt huyết rồi, còn về tình hồng, Tô Vũ cạn lời. Đang yên đang lành, ngươi chạy ra diệt hoa trên lấm thì có ích gì, còn cả thiên diệt nữa. Vị này đại khái thật sự tức chết rồi, có lẽ cũng hâm mộ đỏ cả mắt, đáng tiếc Tô Vũ thở dài, hắn cũng hết cách. Thiên Diệt cổ thành chẳng có tí nhiệt tình gì cả, muốn ta qua hỗ trợ ngươi mà Thiên Diệt nhà ngươi lại chẳng tiếp dẫn ta đến. Ta cũng ngượng ngùng tới đó a. À. Vào lúc này, hai tôn thượng cổ vô địch uy áp hoành thiên, cả hai đều bày ra dáng vẻ ai dám đắc tội Tô Vũ thì chúng ta sẽ lập tức đánh nổ cái ló. Nhất thời đã dọa những người vây xem chung quanh khiếp đảm. Thoáng chốc đều chạy mất tam. Tô Vũ có người thầm thốt ra cái tên này, có cường giả thở dài, một vị cường giả thần tộc thì khẽ lắc đầu, làm chuyện vô ích hai tôn tượng đá vừa lộ diện, liệu còn có thể ngăn cản liên minh được nữa không? Những thành chủ khác còn dám quấy rối sao? Chẳng lẽ không sợ kết cục giống với trường bình thành chủ, thậm chí là càng thảm hại hơn, trực tiếp bị tượng đá bản thành đánh nổ sao? Rốt cuộc tô vũ đã làm cách nào? Lúc này có rất nhiều người mang theo nghi hoặc, không rõ hắn đã làm gì để khiến tượng đá ra khỏi thành. Tượng đá ra khỏi thành thì liệu tô vũ có cần bỏ ra cái ra khổng lồ nào không? Hiện tại tượng đá muốn ra tay liền ra tay, hoàn toàn không còn dáng vẻ điệu thấp mặc kệ sự đời như trước đây từng tòa cổ thành hội tụ rất nhanh 35 tòa cổ thành đều đến đông đủ duy chỉ có một tòa thành cổ đã chìm vào đáy biển là không thể đến bởi vì nơi đó không có ai không có thành chủ vì trấn thủ kia có lẽ cũng không biết đến liên minh đại hội đại khái là vẫn còn đang ngủ say 35 tòa cổ thành đều hết sức khổng lồ bao trùm thiên địa lối vào cửu giới bị vây vào bên trong khiến cường giả cửu giới đều đang du lầy bẩy chúng ta không ra ngoài đừng làm như vậy mà 35 tòa cổ thành 35 tôn tượng đá là vô địch tượng cổ, cường giả cửu giới duy nhất chứng đạo thành công cũng phải biến sắc, sợ hãi, hoảng loạn, sợ đám tượng đá này một lời không hợp lại đánh nổ cửu giới, vậy thì sẽ tòi mạng. Tinh Hồng ra ngoài một vòng để biểu thị công khai chủ quyền, Tô Vũ là của ta, rất nhanh, y lại lạnh lùng nói. Chuyện thánh thành thì do thánh thành lo, cảnh ngoại lai không được núng tay, bằng không đừng chết chúng ta tuân theo quy tắc mà khai chiến, nói xong. Tinh Hồng mới vừa lòng thỏa ý mà bay lượn một vòng, sau đó lưu luyến không thôi về lại cổ thành nhà mình. Tô Vũ là thành chủ nhà ta, còn bên chỗ Vân Tiêu chỉ là kiêm chức mà thôi. Đừng quá để ý, Tinh Hồng đi rồi, mặc dù Vân Tiêu còn muốn đi chơi thêm một hồi, nhưng suy nghĩ một chút. Không sao, về sau nàng còn nhiều cơ hội, rất nhanh, nàng cũng quay về Vân Tiêu cổ thành, trong ngày mắt đã trở lại vị trí cũ, thấy Tô Vũ không có việc gì. Còn đang khỏe mạnh hết nhìn đông tới nhìn tây, nàng không khỏi âm thầm mừng rỡ, quả nhiên cái tên này không sao hết, Nói vậy thì nàng cũng có thể tùy thời rời đi. Quá tốt rồi. Tô Vũ không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này hắn đang rất vui vẻ. Vội vàng cung kính cảm tạ. Đa tạ vân tiêu đại nhân. Thật tốt. Nữ vô địch quả là bá đạo. Nhìn tinh hồng đi. Lúc nào cũng vừa lãnh ngạo. Đánh vô địch còn phải lén lút mà đánh. Vân tiêu người ta thì có thể trực tiếp đánh tới hang ổ cổ thành. Ba khí ngút trời. Vân tiêu trở về vị trí. Vẫn còn đang tận hưởng dư vị mới rồi. Nàng có chút xúc động muốn lao ra ngoài lần nữa hơi thôi, phải cố nhẫn nhịn một chút. Vân tiêu ra vẻ chấn định, bình tĩnh đáp, việc nào thôi. Trình hợp thánh thành là suy nghĩ rất tốt, có điều nghịch chuyển từ khí chi pháp của ngươi cần phải thường xuyên vận chuyển, quá nhiều từ khí trong người sẽ dễ dàng triệt để biến thành tử linh. Đại nhân nói rất đúng, tô vũ vội vàng gật đầu. Vân tiêu lại hỏi, nếu ta ra ngoài, ngươi lại dốc toàn lực nghịch chuyển, từ khí có thể duy trì cân bằng được không? Tô vũ suy nghĩ cẩn thận mới đáp. Đại nhân đi ra ngoài một giờ thì tối thiểu ta phải tốn nửa giờ mới có thể làm hao mòn đi số tử khí do đại nhân chế tạo. Lúc tinh hồng đại nhân ra ngoài cũng vậy. Tô Vũ nói tiếp: Hai vị đại nhân cùng đi ra, ta nịch truyền thì chỉ có thể duy trì cân bằng. Nói cách khác, tử khí sản sinh khi các đại nhân rời đi được ta dốc toàn lực nghịch truyền thì cũng chỉ có thể duy trì cân bằng. Cộng thêm cả tử khí do tinh nguyệt đưa vào sẽ có chút vượt quá phụ tải. Bất quá không sao, ta còn có thể mở dương khiếu nếu thật sự mở dương khiếu rồi hấp thu thì ta cũng có thể tiếp nhận từ khí của tinh nguyệt vân tiêu không nói gì không nghĩ tới hai ta cùng đi ra cộng thêm một vị tử linh quân chủ cũng mới chỉ cân bằng với ngươi vậy vân tiêu trần châu một hồi mới nói từ khí vẫn sản sinh trong thánh thành làm thành chủ ngươi cũng cần thời gian để hao mòn mà tô vũ gật đầu ồ bình thường thì tối thiểu phải tốn gần một giờ ta mới nhịt truyền từ khí được hiện tại lại nhiều hơn một thành có thể phải mất hai giờ mới có thể nhịt chuyển hoàn toàn từ khí của một ngày Tô Vũ thở dài, tính ra thì ta cần 2 giờ, cho nên nếu đại nhân cùng tinh hồng đại nhân muốn đi ra ngoài, một ngày nhiều nhất chỉ có thể đi 22 giờ. Tôi thiểu phải lưu lại cho ta 2 giờ để nịch truyền tử khí, bằng không thì ta sẽ toi đời. Vân Tiêu không nói gì, không ngờ, hai chúng ta cùng đi những 22 giờ mà ngươi vẫn có thể chống đỡ. Tô Vũ lại nói, dĩ nhiên đây là khi ta ở trong thành thôi. Nếu ta đang ở ngoài thành và không rời khỏi chư thiên chiến trường thì các đại nhân nhiều nhất chỉ có thể ra khỏi thành 16 giờ, nếu ta rời khỏi Chư Thiên chiến trường, hai vị đại nhân chỉ có thể ra ngoài tối đa 10 giờ trong một ngày, bằng không thì ta sẽ rất phiền toái." Đầu mày, Vân Tiêu rất muốn mắng hắn, "Ngươi không ở Chư Thiên chiến trường mà một ngày chúng ta cũng có thể đi chơi 10 giờ." "Ngươi nghiêm túc?" Dĩ nhiên là Tô Vũ nghiêm túc. "Hắn có thể làm được, không có vấn đề gì cả." "Đương nhiên, hắn lại bổ sung, bất quá có đôi khi tinh người sẽ bạo động, cho nên các đại nhân cố gắng đừng ra ngoài đến mức cực hạn, bằng không thì chính ta cũng không có cách nào tu luyện, còn có thể gặp nguy hiểm nữa." một ngày ta cũng phải lưu lại tối thiểu bảy tám tiếng để tu luyện mới được tô vũ nói rất chân thành ta cũng phải tu luyện các ngươi đừng đi quá lâu vân tiêu đã triệt để cạn lời rồi lòng nàng quá mệt mỏi ý của ngươi là chúng ta thật sự có thể đi chơi sao ngày nào cũng được đi vậy ngươi còn có khả năng tiếp nhận tử khí từ các thánh thành khác nữa đúng không tô vũ cười ngây ngô đáp có thể thì có thể trong một tòa cổ thành lượng tử khí mà thành chủ gánh chịu không quá nhiều dựa theo thực lực bây giờ của ta thì chỉ cần một giờ để chuyển đổi Thế nhưng tối thiểu thì ta phải lưu lại 8 giờ, mà ra cần thêm 2 giờ để nghỉ ngơi, ngày kế tiếp cũng nhiều nhất là 14 giờ. Nói cách khác, nếu các đại nhân không ra ngoài thì ta có khả năng gánh chịu cùng lúc 14 tòa thành, nói đến đây, Tô Vũ lại bảo, nhưng có đôi khi các đại nhân sẽ ra ngoài. Cũng sẽ ra tay chiến đấu, vậy nên ta không thể làm như thế, bằng không thì sẽ xuất hiện nguy hiểm, ta phải lưu lại chút thời gian trừ hao mới được, còn nữa, nếu như tất cả đồng thời ra ngoài, đồng thời bùng nổ cộng thêm tử khí của cổ thành thì ta sẽ không kịp nghịch chuyển. Chương 1894. Trấn thủ quan lão đại của 35 tượng đá Tô Vũ thử tính toán, qua một hồi lâu mới nói: "Nhiều nhất thì ta chỉ có thể tiếp nhận năm tòa cổ thành, nghịch chuyển tử khí của năm tòa cổ thành đại khái cần 6 giờ, một ngày dành một phần tư thời gian cho việc nghịch chuyển, thời gian còn lại thì ta phải để làm dự bị lo liệu sự tình khác, mà kỳ thật vẫn hết sức phiền toái." Một khi ta bị nhốt ở nơi nào đó rồi không kịp nghịch chuyển hoặc là gặp kẻ địch thì đều sẽ bị tử khí giết chết. Cô Vũ tỏ vẻ đàng hoàng, giải thích vô cùng cận kẽ, nhiều nhất thì ta cũng chỉ có thể tiếp nhận 5 tòa cổ thành. Hắn suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: "Đại nhân, hay là ta đi qua mấy tòa cổ thành khác để thử một chút không?" Vân Tiêu bỗng nhiên ngắt lời: "Không cần thiết, ta có một đề nghị, ngươi nghe thử đi, đại nhân." Mời nói: "Và, tinh hồng hoặc là thiên diệt cũng được, thực lực đều hơn hẳn một số vĩnh hằng bây giờ, thế nhưng chúng ta cũng không phải bách chiến bách thắng, không gì không làm được." chúng ta cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Bất quá ngươi có thể đi đảm nhiệm vị trí thành chủ của tòa cổ thành kia, lặng lẽ mà đi. Không nên để cho ai biết được, nếu thành công, chỗ dựa của ngươi sẽ càng lớn, ngươi lại càng có tự tin hơn bây giờ. Tô Vũ hơi ngẩn ra, dĩ nhiên, nếu tới bên kia thì rất có thể ngươi sẽ không cách nào tiếp nhận tử khí của các thánh thành khác nữa. Vân Tiêu giải thích, ở bên đó tử khí nồng đậm cực kỳ, ngươi sẽ phải gánh chịu nhiều hơn, nhất là nếu lão đại ra khỏi thành, số lượng tử khí mà ngươi phải tiếp nhận có lẽ là gấp 3, gấp 5 lần hoặc thậm chí nhiều hơn. Tô Vũ giật mình, vội hỏi. Ý đại nhân là tòa cổ thành vẫn luôn không có người ở dưới đáy biển. Đúng vậy, lúc bấy giờ, Vân Tiêu cũng không buồn giấu giếm. Tòa thành thành bên đấy rất khác biệt, bởi vì lâu rồi không có ai lui tới nên tử khí quá mức nồng động, muốn chân thủ lối đi sẽ phải cường đại hơn nhiều. Là đây cũng là tòa thành đứng đầu, vị chân thủ bên đó chính là lão đại của tất cả tượng đá chúng ta. Lòng Tô Vũ hơi động, hẽ hỏi. Chẳng lẽ vị kia còn mạnh hơn các đại nhân sao?" Vân Tiêu đáp. "Tất nhiên. Lão đại mới là đệ nhất nhân trong số chấn thủ giả, nếu dựa theo phân chia hiện tại thì y chính là cường giả cấp bậc bán hoàng. Trên thực tế bán hoàng không phải là đẳng cấp, chẳng qua bây giờ không phải ai cũng dám họ bán hoàng, thế nên bán hoàng mới trở thành thứ phân chia thực lực." Tô Vũ lại hiếu kỳ hỏi, "Đại nhân, bán hoàng của minh tộc, long tộc đều cùng giai với bán hoàng của tiên ma sao? Không thể tính vậy, có mạnh có yếu." Bất quá bán hoàng của mấy chủng tộc này sống lâu, tuổi tác cao, thực lực mạnh hơn so với vĩnh hằng thông thường, lại có thời gian rèn luyện dài, thực lực sẽ không yếu. Tề gia thì đại tần vương của niên tộc ngươi cũng đã tiếp cận lĩnh vực này Tô Vũ hiểu rõ, nhưng hắn vẫn còn có chút tò mò, vậy thì có phải vĩnh hằng cũng phân chia đẳng cấp rõ ràng, cứ xem là như thế đi, ngươi đến vĩnh hằng tự nhiên sẽ hiểu, hiện tại ngươi còn chưa phải là nhật nguyệt, biết nhiều thì cũng vô dụng, bởi vì bất luận một vị vĩnh hằng nào đều có thể tùy tiện giết ngươi, Tô Vũ gật đầu được rồi, làm thành chủ của địa nhất thành, hắn hơi hơi xúc động. hay là đi thể nghiệm một chút, cương giả cấp bán hòa thực thụ đó, tô vũ lại hỏi, vị đại nhân trong cổ thành kia sẽ nguyện ý ra tay vì ta sao? vân tiêu thẳng thắn đáp, họ nói, vị kia là trấn thủ quan, so với chúng ta lại càng chú trọng quy củ. năm xưa đã từng có người phá vỡ quy củ của lão, tóm lại lão chưa chắc sẽ ra tay vì ngươi. thế nhưng lão sẽ vì quy tắc mà ra tay. tô vũ biết chuyện này, tinh hồng đã từng đề cập qua một tòa cổ thành không người bởi vì cư dân trong đó đã bị vị trấn thủ này giết sạch thậm chí bao gồm cả thành chủ nam xưa có một vị thành chủ ôm giã tâm bừng bừng muốn lợi dụng tử linh cùng tự đá để nhất thống chư thiên kết quả lại bị tượng đá tự mình thủ tiêu tô vũ lo lắng hỏi thăm vân tiêu đại nhân nếu ta tới bên kia làm thành chủ thì chẳng phải là cả tòa thành chỉ có một mình ta à đúng vậy vân tiêu giải thích bên đấy do một mình lão đại trấn thủ nhiều năm ta cảm thấy có thể lão sắc không chịu nổi nữa rồi vô số năm trôi qua ở giữa thỉnh thoảng sẽ có người vánh chịu một quãng thời gian. Về sau thì đều là do một mình lão chấn thủ, lợi hại, tô vũ thầm thất kinh. Một mình chấn thủ nhiều năm như vậy hiển nhiên là lợi hại hơn đám tinh hồng nhiều, Vân Tiêu lại nói. Và lại không có sự cho phép của lão đại, 35 thánh thành và các vị chấn thủ còn lại chưa chắc sẽ ra sức vì ngươi. Thế nhưng nếu lão cho phép thì các vị chấn thủ khác đều phải cân nhắc, nàng nói tiếp. Đây cũng là cơ hội của ngươi, nếu tinh hồng đi nói thì chưa chắc lão đáp ứng, ta đi còn được năm xưa mối quan hệ giữa ta và trấn thủ quan vô cùng tốt có thể giúp ngươi thuyết phục lão đại tô vũ động tâm một vị bán hòa lại còn là thượng cổ bán hoàng khẳng định sẽ rất lợi hại là một vị có thể đánh ngang cơ bảy tám vô địch đúng không một vị có thể chống lại mấy tôn tự đá cùng lúc vậy thì làm phiền đại nhân vụt không còn người nữa không phải nói là tượng đá không còn ở đó nữa tô vũ mốc trệ một thoáng vân tiêu đâu vân tiêu đã đi nàng đi rất nhanh nếu ngươi đã đáp ứng thì tạm biệt Ta đi ra ngoài một chuyến đây, rất mau thôi ta sẽ trở lại. Vừa rồi chỉ được ra ngoài quá ngắn ngủi, làng vừa trở về đã thấy bứt rứt, đứng ngồi không yên rồi, hiện tại thì hay quá, Tô Vũ đáp ứng. Ta ra ngoài cũng là việc thuận lý thành trương, bên tai Tô Vũ truyền đến giọng Vân Tiêu, ngươi ở đây chờ ta. Ta đi một lát sẽ trở lại, Tô Vũ vội vàng ngợt đầu, hắn thầm cảm khái một tiếng, làm việc thật là hiệu suất, quá nhanh, không phải nói nữ nhân làm việc thường cực kỳ dây dưa à, rõ ràng không hề. Vân Tiêu làm việc vô cùng năng suất, ta vừa trả lời thì nàng đã chạy mất dạng, nhiệt tình quá rồi. Mà bên ngoài Vân Tiêu cổ thành, Thiên Diệt còn đang mong mỏi trong ngóng, tới chỗ ta này, nhanh lên, mau tới chỗ ta đi. Tô Vũ đâu rồi? Có thể tiếp nhận hai thành thì chắc sẽ tiếp nhận được ba thành thôi nhỉ, tiểu gia hỏa, mau tới chỗ ta đi thôi. Rất nhanh, hắn hơi nẩn ra, Vân Tiêu đi rồi lại đi lượn lờ nữa rồi, ta hâm mộ lắm a, à? Vân Tiêu đi đâu thế? Đi làm việc sao? hay là đi chơi ta cũng muốn đi mà thiên diệt cảm nhận được dĩ nhiên tinh hồng cũng cảm nhận được y hơi ngoài ý muốn vân tiêu lại đi ra ngoài nữa sao thế thì ta còn ở lại làm gì ta cũng nên ra ngoài một chuyến mới phải được rồi ti phải tuân thủ quy tắc không thể tùy tiện ra ngoài có lẽ là do vân tiêu nhịn không nổi còn về tô vũ tinh hồng suy nghĩ một chút khả năng cao là cái tên này còn có thể tiếp nhận thêm một cổ thành ti bành truyền âm cho thiên diệt ngươi đừng có gấp gấp cái gì ta thấy tô vũ còn có thể tiếp nhận thêm một tòa thành khẳng định là không có vấn đề đi tiếp theo hẳn là ngươi thiên diệt chưa chuẩn bị được ra khỏi thành đi thiên diệt hưng phấn thật ư sắp tới lượt ta rồi thật là kích động quá mức hưng phấn ta cũng có thể đi ra ngoài sao tiểu tử tô vũ quả thực không phải người ngươi quên là ai truyền thừa công pháp cho ngươi là ai cho người duyên to phù à cũng may cuối cùng sắp tới lượt mình hạnh phúc quá trong thành thiên hạ cũng cạn lời hắn ta có thể cảm nhận được tâm tình của thiên diệt chập trơn xem ra vị này đã bị nhốt quá lâu đại khái là muốn ra ngoài lắm rồi cũng may nếu vậy mà ta có thể buôn lỏng một thoáng ta làm cư dân là được không cần tiếp nhận từ khí hủ thực có lẽ vẫn phải chịu thế nhưng số lượng từ khí mà cư dân tiếp nhận khẳng định sẽ không nhiều bằng bây giờ sẽ dễ chịu hơn gấp vạn lần mà trước đó tô vũ thực sự cũng đã định đi tới thiên diệt cổ thành nhưng sau khi nghe ý tưởng của vân tiêu hắn cảm thấy rất có lý tự do của một số tượng đá cũng không vội trước hết phải lo lịnh nọt lão đại của bọn hắn cái đã chấn thủ quan đây chính là một vị bán hoàng nếu vị này về phe mình đậu má sau lưng ta có nhiều bán hoàng như vậy ta còn sợ ai chứ chương 1895, hồng mông thành thành đáy biển ở nơi sâu hun hút sau đến nỗi nhật nguyệt bình thường đều không xuống được một tòa cổ thành lặng lặng nằm yên dưới đáy biển vô số năm trôi qua nó vẫn vô thành vô tức như cũ mà lúc này sóng nước khẽ hượng phá vỡ sự tĩnh lặng lão đại Vân Tiêu tự như thú nhỏ vừa ra khỏi lồng, xúc động, hưng phấn, thật ra nàng đã chỉ hoãn một thoáng, không vội vã đến mà là du đã ở Tinh Thần hài một chuyến, sau đó mới đi đến nơi này, nội thành. Tượng đá mở mắt mê man nhìn về phía nàng, một lát sau im mới nhi chợt tức tỉnh. Lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chậm rãi cất tiếng, "Ngươi cũng ra ngoài rồi, lần trước Tinh Hồng mới đến, chưa được mấy ngày lại có thêm Vân Tiêu. Đây là xếp thành hàng để đi chơi sao?" Vân Tiêu vào thành, vui vẻ nói ra rồi, không chỉ được ra ngoài y mà lần này ta đến cũng là vì tin thành chủ cho lão đại, ta phát hiện ra một người. Hắn có thể giúp lão đại an tâm ra khỏi thành giống như chúng ta. Không phải chịu nỗi khổ vì lồng giam từ khi ăn mòn nữa khổ, tượng đã y lặng từ hỏi, rất lâu sau mới mở miệng nói. Khổ sao, một mực an tĩnh không phải là chuyện hết sức đáng hưởng thụ à. Tại sao lại bảo là nỗi khổ, những người này thật sự không chịu khổ nổi, chẳng qua là ngồi chờ mà thôi, một giấc ngủ vạn năm. Mấy lần như vậy thì mười vạn năm cũng vượt qua, điều này thống khổ lắm sao vân tiêu sừng sốt nàng dường như nghĩ tới điều gì nhất thời không biết phải nói sao cho đúng nửa ngày sau mới lên tiếng cũng đúng bản tôn của lão đại là hồng mông rùa thọ nguyên vô hạn một giấc chính là thương hải tăng điền ây sao có thể hiểu được nỗi khổ của chúng ta hồng mông rùa đó là một loại chủng tộc cực kỳ hiếm thấy ở thời đại thuận cổ số lượng có khả năng không đến một bàn tay bây giờ có lẽ cũng chỉ còn lại một vị này đáy biển chính là nhà của bọn nó Mù say cũng là chuyện bình thường một giấc vạn năm cũng chẳng có gì là lạ lão đại thực sự không thể nào hiểu được nỗi thống khổ của chúng ta vân tiêu rất là phiền muộn có điều nàng nhanh chóng xốc lại tinh thần lão đại vậy ngươi có muốn vị thành chủ này không không muốn thì có thể để cho hắn đi vánh chịu tử khí của thánh thành khác tự đá chậm rãi hỏi là thành chủ của tinh hồng sao đúng là hắn lão đại biết a à. tự đa trầm ngâm một hồi ngối đáp hắn có thể ni truyền tử khí ta đã thấy một lần người này khá đặc thù từ khí nghịch chuyển tiếp nhận từ khí chỉ sợ sẽ rất nhiều, tiếp tục như thế. Dù cho hắn bất tử thì cũng phải cẩn thận mở ra lối đi từ khí ở khắp nơi, lão đại, chuyện này không sao chứ. Vân Tiêu không xác định, sẽ mở ra lối đi ư. Tự đa chậm rãi nói, không dễ nói trước, một khi từ khí của hắn nồng đậm đến cực hạn thì bản thân hắn sẽ chính là lối đi, hắn ở đâu thì lối đi ở ngay tại đó. Người này có tác dụng rất lớn, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, hắn thì có thể có tác dụng gì, lối đi thấy vân tiêu vẫn mơ hồ không hiểu tự đá liền chậm rãi giải thích lối đi liên kết 36 thành khi các ngươi không thể thừa nhận từ khí buộc phải truyền rời từ khí cho hắn mà hắn cũng không thể thừa nhận kỳ thật có khả năng truyền rời qua cho ta hoặc là trì sang cho người tiếp theo tự đá nói khẽ năm xưa thành chủ chỗ ta cũng từng muốn làm lối đi liên thông như vậy liên kết 36 mươi thành thành đã tức hắn không thể thành công hiện tại có lẽ có hy vọng hẳn là có vài vị đã khó mà chịu đựng từ khí thêm được nữa phải không vân tiêu gật đầu đúng vậy tiếp tục như thế thì thạch hóa chi thuật của chúng ta sẽ bị phá một khi bị phá chúng ta sẽ không chịu được bao nhiêu năm nữa một khi chúng ta bị ăn mòn mà chết lối đi từ linh giới sẽ mở ra mà không còn kiên kỵ gì tượng đá chậm rãi nói người này chính là điểm then chốt nếu hắn có thể liên thông 36 thành thì ta còn có thể tiếp nhận thêm một thời gian khi tử khí của các ngươi quá nồng đậm thì có thể thông qua hắn để hắn truyền rời sang ta tô vũ là bình thông khí rất tốt là một công cụ hình người để liên thông tử khí hắn có thể làm cầu nối trung truyền để giúp một vài vị trấn thủ của 36 thành truyền rời từ khí cho tượng đá. Đây là cầu nối hai chiều, Tô Vũ có khả năng tiếp nhận từ khí từ tượng đá, mà tượng đá cũng có thể tiếp nhận từ khí từ thành chủ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Vân Tiêu khẽ động, nói như vậy thì tác dụng của hắn còn quan trọng hơn ta tưởng tượng rất nhiều, thế nhưng việc liên thông 36 thành chỉ sợ hắn không làm được. Dù tất cả mọi người đều đang khắc chế, nhưng bây giờ từ khí lan tràn, khắc chế thì cũng vẫn có hàng loạt từ khí tồn tại, hắn sẽ không chịu nổi. Tự đa chậm rãi nói, cũng chưa chắc hiện tại hắn không thể thừa nhận không có nghĩa là về sau không được, kỳ thật ta đã vặp hắn một lần, lần trước khi hắn nhị truyền từ khí ta cũng thấy được, lúc đó hắn căn bản là không thể tiếp nhận tử khí từ một thành thậm chí là hai thành, bây giờ mới không được mấy ngày mà hắn đã có thể, thậm chí còn có khả năng tiếp nhận từ khí từ ta, nếu ngươi tìm ta hẳn là vì cảm thấy hắn có thể tiếp thu từ ta được, đúng không? Phải. Vậy được rồi, cho hắn thêm một chút thời gian để trưởng thành, có lẽ hắn thật sự có khả năng làm được bây giờ lão quy cũng đã động tâm tư về việc tô vũ có thể giúp lão tiếp nhận tử khí được hay không thì lão cũng không quá để ý lão có thể chống nữa một chút là trong 36 thành đã có vài chấn thủ giả sắp không chịu nổi tự đá lại nói vài ngày trước ta đã dò xét một phen vũ hồng thánh thành đã gần tới cực hạn khó mà thừa nhận thêm nữa nếu tên kia còn có thể tiếp nhận thì hãy chọn gánh đỡ cho vũ hồng đi vân tiêu vội vàng nói thiên diệt không chấp nhận đâu hắn Ngươi nghiện kêu gào muốn Tô Vũ làm thành chủ cho mình không cần phải để ý đến tên đó, tựa đá thản nhiên thất ngang. Tính tình thiên diệt nóng này, thực lực lại không tồi, vẫn còn chống đỡ được một quãng thời gian. Một khi hắn có người này làm thành chủ thì có lẽ sẽ không kiên nể gì cả mà đi quấy rối khắp nơi. Bên thiên diệt không cần vội, theo luật thì tạm thời cũng không tới phiên thiên diệt cuống lên đâu. Vậy lão đại, ta dẫn hắn tới chỗ ngươi nhé. Có thể, tự đá đồng ý, bảo hắn tới đi. Trong này thường thì không cần quản ta, trừ phi thật sự có chuyện lớn bằng không ta sẽ không tùy tiện ra ngoài. Vâng." Vân Tiêu gật đầu, nàng cũng thấy rất vui vẻ, còn về phần Thiên Diệt đang cuống cuồng lo lắng gấp cái gì chứ? Giống như lão đại đã nói, ngươi cũng không phải không thể chống đỡ, sốt ruột làm gì, dù Tô Vũ tiếp thu bên chỗ lão đại xong thì người tiếp theo cũng không tới phiên Thiên Diệt nhà ngươi. Cần phải theo thứ tự đấy." Vân Tiêu đạt được đáp án, lại không vội mà đi. Nàng tiếp tục nói, "Lão đại, thượng cổ đã diệt chúng ta thật sự phải chấn thủ ở đây mãi mãi sao vĩnh viễn nhưng mà tự đá thong thả ngắt lời không như nhị gì cả đây là quy tắc là nhiệm vụ cũng là cơ sở để chúng ta sống sót bằng không thì ngươi đã chết từ lâu rồi vậy còn không bằng chết vân tiêu bĩu môi nói năm xưa ta cứ tưởng chấn thủ ba ngàn năm là cùng không ngờ rằng vừa chấn thủ thì đã là vô số tháng năm trôi qua thương hải tang điền ta tỉnh lại thì trời đã không còn là bầu trời thượng cổ ngươi cũng không còn là người năm xưa lối đi tử linh giúp chúng ta trường tồn nhưng đồng thời cũng giam giữ chúng ta. Sống không bằng chết, Tượng Đa chậm rãi nói, nói khoa trương quá rồi, ngủ thêm một giấc đi. Tỉnh lại sẽ không còn nhiều suy nghĩ lung tung như vậy nữa. Ngủ đi. Trấn thủ nhiều năm mà thôi, ngủ tiếp mấy lần có lẽ hết thầy sẽ bắt đầu lại từ đầu, nóng này chẳng để làm gì. Vân Tiêu cảm thấy, những năm qua lão đại thật sự ngủ tới hồ đồ rồi, được rồi được rồi, nói chuyện với một con rùa trường sinh chẳng có ý nghĩa gì hết. Lâu hơn nữa thì đối với lão cũng chỉ là chuyện của một giấc ngủ mà thôi. Ta quay về mang Tô Vũ đến đây, lão đại đừng ngủ thiếp đi đấy. Nược chương 1896, thiên hà đáng thương Vân Tiêu biến mất, tự đa tiếp tục nhắm mắt, phía dưới lối đi lại có một tôn tử linh đầu đội vương miệng ngó lên, bình tĩnh nói. Lão Quy, ngươi lại muốn tuyển thành chủ à? Tự đa không để ý tới vị này, tử linh đội vương miện đạm mạc nói. Lão Quy, ngươi muốn dựa vào một người mới để trấn áp ta tự đá vẫn không thèm để ý tử linh đội vương miệng kia cười sùi một tiếng vậy ta sẽ xem thử vô số năm sau này ai có thể tiếp nhận vị trí của ta tự đa chậm rãi cất tiếng ngươi đã hóa thành tử linh hà tất ung chấp niệm không buông trí nhớ đều đã tàn khuyết cần gì chứ ta không cam tâm tử linh đội vương miệng bình tĩnh nói ta không cam tâm không cam tâm hóa thành tử linh ta muốn tìm đường sống trong chỗ chết lại lần nữa trở về. Lão Quy, năm đó ngươi giết ta. Ta không phục, chư thiên vạn giới chưa loạn thì tử linh cũng là một trong vạn tộc, vì sao ta lại không thể xưng bá chư thiên. Tự đa nhắm mắt, không muốn đáp lời nữa. Tử linh đội vương miệng khẽ cười, mở miệng nói. Lão Quy nhà ngươi không muốn nghe chỉ mãi mãi cũng nghe không được, ngươi cứ chờ xem, bất cứ ai đến đều không chống đỡ được bao lâu, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Rất nhanh thôi thông đạo này sẽ trở thành lối đi chủ lực của tử linh giới. Tùy ngươi tự đá nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng trấn áp ngươi thì ta vẫn có thể làm được chết thì chết thôi hà tất cứ ông chấp nhận mãi chẳng tiêu tan vân tiêu trở về thời gian nàng đi hơi lâu dĩ nhiên tô vũ cũng không để ý hắn lại không biết tòa thành cổ kia ở đâu dù cho vân tiêu đi một hai ngày thì hắn cũng chẳng có ý kiến nàng mới đi chưa tới hai giờ tô vũ nhìn nàng trở về còn hơi kinh ngạc đại nhân trở lại rồi ư vân tiêu đang tự hỏi một vấn đề đúng vậy vì sao ta phải về nhanh như vậy nhìn đi Tô Vũ chẳng thèm để ý tí nào, cũng may. Ta còn phải tiếp tục ra ngoài, đần này ta sẽ đi thêm một vòng. Trở về thôi, Vân Tiêu thản nhiên nói. Sợ ngươi chống đỡ không nổi. Đi nào. Mau tới gặp vị chúa tề giả cao nhất trong 36 vị trấn thủ giả. Tô Vũ hơi có phần xúc động, được gặp lão đại rồi. Sau một khắc, Tô Vũ tan biến ngay tại chỗ. Vân Tiêu mang theo hắn cùng nhau rời đi. Nơi xa, thiên diệt mở to hai mắt nhìn, lại đi à. Tới chỗ ta đúng không? không đúng đi đâu vậy đi nơi nào a à, a à, à. tinh hồng vân tiêu mang hắn đi đâu thế thiên diệt rất gấp hắn không thể bay ra ngoài bằng không thì hắn sẽ đuổi theo hỏi vân tiêu ngươi mang đồ đệ của ta đi đâu tinh hồng cũng hơi ngạc nhiên một lát sau giống nghĩ tới điều gì ánh mắt y có chút cổ quái nhìn thoáng qua thiên diệt cổ thành xa xa nửa ngày sau mới truyền âm nói chờ một chút đi vân tiêu có lẽ nàng có việc quan trọng muốn tạm khó mà nói không lẽ Vân Tiêu đi tìm lão đại, nếu là như vậy, thiên diệt sẽ không còn hy vọng gì nữa. Với thực lực này của Tô Vũ, hắn sẽ không thể chống đỡ quá nhiều cổ thành, nếu Vân Tiêu không quấy rối. Dựa theo tình huống bình thường, dựa theo sang lần thân sơ, dựa theo đủ loại sắp xếp hẳn là thiên diệt cũng phải được xếp lên phía trên, nhưng Vân Tiêu mang theo Tô Vũ rời đi. Đây là điều mà thiên diệt không mong đợi. Thiên diệt cũng không ngốc, ánh mắt hắn ta khẽ biến đổi, có điều vẫn tự an ủi mình, đúng, hẳn là đi làm việc, khẳng định là thế nơi tinh về lý đều sẽ đến phiên ta đúng không lão gia hỏa kia cũng không quan tâm tới chuyện ra ngoài đâu phải không đúng vậy tinh hồng phụ họa một câu không sai chính là như vậy thiên diệt an tâm rồi lúc này có tượng đá khác chợt lên tiếng khẳng định là hắn đi tìm lão đại còn phải nói nữa a à? vân tiêu có chỗ tốt thì đương nhiên sẽ nghĩ đến lão đại đầu tiên thiên diệt ngươi cứ nằm mơ đi trường bình thiên diệt giận dữ ta biết thế nhưng ta không nói ra ngươi lại dám phá vỡ huyễn tưởng của ta ta muốn đánh chết ngươi oanh sau một khắc thiên hà thành chủ mờ mịt bay ra ngoài bay ra khỏi thành hắn không hề nói chuyện nhưng trong miệng lại truyền ra tiếng nói rất lớn bình động ngươi thật to gan dám can đảm vi phạm lệnh của chư vị trấn thủ đại nhân hôm nay ta sẽ thay các đại nhân thanh lý môn hộ oanh thiên hà đang mờ mịt lại giơ trường kiếm đánh tới hướng trường bình cổ thành trực tiếp giết tới nội thành trường binh thành chủ cũng choáng váng đa giá sao phải ta không muốn liên minh thành lập như ta còn chưa làm gì cả, mới chỉ nói mấy câu mà thôi. ta bị tượng đá đánh nổ thì thôi đi. hiện tại thiên hạ có phải là khi người quá đáng rồi không? trực tiếp giết tới nội thành, cái này thật sự là không thể nhịn nổi nữa. các vị thành chủ khác cũng thầm giật mình. thiên hà mạnh như vậy sao? chỉ bởi vì gia oai phủ đầu cho tô vũ, Tự đá đánh còn chưa đủ mà thành chủ đã tự mình tiến vào cổ thành để giết chết bình độ như thế này có phải độc ác quá rồi không? thiên hà còn đang mê man, khi hắn phản ứng lại thì đã muốn thổ huyết úi đệt. Đây là do tượng đá làng, thiên diệt, tổ tông nhà ngươi. Ngươi lại bị cái gì kích thích nữa rồi, lần đây thiên diệt quá điên cuồng, thiên hà cũng muốn khóc luôn rồi, tình huống như thế nào đây, nhiều năm rồi ngươi không nói lời nào, lần đây thì lại sôi nổi cứ như hai từ ba vạn tuổi. Làm gì chứ, đây là chuyện con người có thể làm ra sao, ngươi ngươi bảo ta đến địa bàn của ngươi khác giết ngươi, ngươi điên rồi. Thiên hà mắng thì mắng, hắn vẫn dơ kiếm lên chén xuống, mặc kệ, bình độ phát điên rồi ti cũng muốn giết mình mình phải tiên hạ thủ vi cường một đám tự đá xem náo nhiệt thiên diệt cùng trường bình rõ là đang tranh đấu trường bình cũng không vừa lúc này đang êm đẹp lại đi kích thích thiên diệt làm gì thiên diệt sắp giận điên lên rồi mà ngươi còn kích thích hắn ai thật sự là ở không rảnh rỗi quá nên mới đi gây sự trường bình tượng đá cũng thực sự bó tay thiên diệt có phải gần đây bị kích thích nhiều quá rồi hay không ta chỉ nói một câu mà ngươi liền đến gây chuyện thích hợp sao thiên hà làm thành chủ của ngươi cũng xem như gặp xui xẻo bất quá một đám tượng đá đều đang tự hỏi rốt cuộc có phải vân tiêu mang theo tô vũ tới chỗ lão đại hay không nếu đúng thế thì tình huống này cũng hơi khó nói năm xưa lão đại cũng từng có một vị thành chủ kết quả đó lại là thằng điên tô vũ không phải người hiền lành gì chẳng qua hiện tại thực lực còn yếu mà thôi một khi thực lực hắn đủ mạnh chẳng lẽ ngựa y không sợ chuyện khi xưa tái diễn lần này tô vũ đòi lập ra liên minh kỳ thật tượng đá đều cảm thấy có chút quen mắt là rất quen mắt mới đúng năm đó hình như cũng từng xảy ra một lần từ sau sự kiện quanh động khi xưa, tên kia giày vó vô cùng lợi hại, cuối cùng từ linh giới đều hứng chịu gợn sóng, dẫn đến chư thiên chiến trường xuất hiện đại biến, về sau lão đại tự mình ra tay thủ tiêu gã, nhưng hiện giờ Vân Tiêu lại dẫn Tô Vũ tới gặp lão đại là có ý gì? Lẽ nào việc này sẽ tái diễn lần nữa? Luân hồi a. Một lần lại một lần, một đám tượng đá đều hơi thổn thức, có kẻ thì sớm đã ôm lòng tĩnh lặng như nước, quá nhiều năng. quá nhiều lần rồi, khó quen là được. Chương 1897, bánh nhân đậu lần này Vân Tiêu mang theo Tô Vũ đi đường vòng, dây dưa tận mấy giờ, chờ đến khi trời tối rồi, dưới con mắt mờ mịt của Tô Vũ, Vân Tiêu mới tách mặt biển ra, đặc không đi vào. Tô Vũ cảm thấy có chút cổ quái, nơi này ta cũng coi là quen biết, hình như ta đã từng tới đây. Tích tinh hồng cổ thành không quá xa, làm sao lại đi mất tận mấy giờ? Chẳng lẽ nhất định phải đi đường vòng mới có thể có thấy được mặt thật, Vì tự đá lão đại thượng cổ này rất đặc thù sao, hay là lão sinh tồn ở trong một không gian đặc thù? mang theo tâm tình cổ quái như vậy vân tiêu một mực lặn xuống một ngàn mét ba vạn mét năm vạn mét đây cũng là điểm kỳ lạ của tinh thần hải tinh thần hải là lơ lửng giữa không mà từ nơi nó phù không xuống dưới đất liền của đại lục thì cũng khoảng chừng lên đến vạn mét phía dưới đại lục còn có bầu trời ấn tí thuyết thì tối đa cũng chỉ sâu mấy ngàn mét nhưng tinh thần hải này dù cho ngươi lặn xuống 10 vạn mét trong vạn mét thì có rất nhiều chỗ ngươi đều nhì không thấy đáy lại lặn thêm nữa ngươi liền có thể tiến vào một tiểu thế giới tại chư thiên chiến trường nơi cổ quái như vậy không chỉ có một chỗ ví dụ như dục hải bình nguyên những địa phương này đều hết sức bí ẩn lần này có thể là do tô vũ đi theo vân tiêu nên không hề lập phải cổng vào tiểu giới nào cả chỉ một đường chìm xuống rất nhanh một tòa cổ thành rực rỡ to lớn đã hiện ra trước mắt tô vũ cổ thành đắm chìm ở trong nước yên tĩnh vô cùng giống như đã ngủ say vô số năm biến thành một tòa thành chết không có một ai tồn tại cũng không có bất luận hơi thở của sự sống nào đương nhiên cũng không có tử khí gì hết Lợi hại, vừa nhìn thấy tòa cổ thành trước mắt, Tô Vũ liền không thể không giơ ngón cái, quá lợi hại, vị tượng đá ở trong đó thật đúng là một người trấn áp một tòa cổ thành, nghe nói còn là lối đi tử linh mạnh nhất, lợi hại quá chừng, Bán Hoàng, ngẫm lại hắn bỗng thấy xúc động, cương giả như vậy, hắn đã từng thấy qua, không thể nói là đã từng quen biết, Ma Hoàng cũng vậy mà Phệ Thần Bán Hoàng cũng thế, hắn đều thấy được nhưng chưa từng nói chuyện với nhau một lời nào, trước đó khi ở cổ thành, hắn cũng từng muốn nói chuyện với Ma Na một thoáng có điều người ta chẳng thèm để ý đến hắn hiện tại cuối cùng hắn cũng có thể tận mắt tiếp xúc với bán hoàng cường giả hắn còn đang suy nghĩ bên tai bỗng nhiên văng lên giọng nói ẩn chứa đại đạo triết lý tang thương ngươi chính là tô vũ tô vũ thấy hoa mắt tựa như thân thể đột ngột xuất hiện tại một thế giới lạ lẫm khác ngẫm lại thì cũng giống lần đầu tiên khi hắn gặp bức tượng đá thiên diệt hắn cũng bị kéo tới một thế giới không phải hiện thực kẽ như lần này hắn hoàn toàn không phát giác được bất cứ dị thường nào cảm thấy rất tự nhiên chỉ là vực quá giới hạn đến một thế giới hư vô mờ mịt mà thôi. Bên cạnh hắn, Vân Tiêu vẫn còn ở đó. Đối diện, một vị lão nhân còng lưng, râu bạc rất dài, chống mậy đi về phía Tô Vũ, Tô Vũ sững sốt. "Đây là vị bán hoàng kia, thuộc hạ Tô Vũ, tham kiến đại nhân." Lão nhân cười cười nhìn về phía Tô Vũ, vừa muốn mở miệng thì Vân Tiêu đã lên tiếng trước, ngạc nhiên hỏi, "Lão đại, ngươi sao thế?" "Ha, không có việc gì." Phút chốc lão nhân lại hóa thành dáng vẻ một thanh niên anh tuấn, trong ánh mắt ma thao một chút biếng nhác lão khẽ cười nói ngươi bất ngờ lắm a à? xem ra cường giả trong suy nghĩ của ngươi vừa vặn là bộ dáng ban nãy tô vũ bố rối nhìn lão rồi lại nhìn vân tiêu cái quỷ gì thế bất quá hắn không dám suy nghĩ nhiều vội vàng cúi đầu tham kiến đại nhân lão quy khóc nên nói là thanh niên lười biếu phất phất tay trước mặt tô vũ liền xuất hiện một cái ghế thanh niên nọ cũng ngồi xuống nhàn nhạt bảo ngồi xuống tâm sự đi đã lâu rồi ta không trò chuyện với người trẻ tuổi Dư quan của Tô Vũ nhìn về bốn phía một hồi, lại nhìn về phía Vân Tiêu bên cạnh, trong lòng hắn bỗng có điểm tự trách, bất cần quá rồi. Hiện tại, hắn không hề có chút cảm giác an toàn nào, vì quá kích động nên hắn đã quên mất đây chính là địa bàn của một vị bán hoàng. Trước khi đến, nhiều ít gì thì ta cũng nên chuẩn bị đường lui mới phải, hắn bất động thanh sắc gọi cục lông nhỏ ra, để nó tùy ý đáp lên trên vai. Thanh liên đối diện nhìn thoáng qua cục lông nhỏ, hai mắt cục lông nhỏ cũng long long nhìn lại lão, bốn mắt nhìn nhau nửa này sau thanh niên bỗng nhiên phì cười mà đây là thú vị Bánh nhân đậu còn khỏe không tô vũ mờ mịt cục long nhỏ cũng mờ mịt vân tiêu thì hơi ngoài ý muốn nàng ngập ngừng cất tiếng lão đại Bánh nhân đậu là a à? chính là vị phệ thần tộc kia thanh niên khẽ cười nói có lẽ ngươi không có nhiều ấn tượng với y ta thì còn nhớ rõ vài ngày trước hình như ta còn cảm nhận được khí tức của cái tên bánh nhân đậu này ô chuyện này thì vân tiêu cũng biết là phệ thần tộc sao vài ngày trước hắn và ma tộc bán hoàng đã đấu một trận bán hoàng thanh niên cười nhạt tên kia không đảm đương nổi danh xương bán hoàng ma tộc cũng là cường tộc đứng trong năm hạng đầu của chư thiên vạn tộc năm đó ma tộc bán hoàng cường hãn vô biên một quyền phá sơn hại đập càn khôn chấn tử linh tị này thì không bằng được kén xa tích tắp lão lắc đầu khoảng cách quá lớn nếu thật sự là ma tộc bán hoàng thì bánh nhân đậu cũng không dám trêu chọc năm xưa ma tộc bán hoàng trong cơn giận dữ đã khiến càn khôn biến sắc thiên địa dung chuyển ma tộc vì thế mà cũng suy sụp tô vũ sừng sốt có ý gì vậy thời kỳ thượng cổ sao ý là ma tộc bán hoàng chân chính cường hãn vô biên còn tên bán hoàng hiện tại lại kém xa ma tộc bán hoàng năm xưa lại nghe thanh niên đối diện cảm khái một tiếng khi đó ma tộc bán hoàng giáng lâm ta cũng khôn tính là gì ai quả nhiên thực lực mạnh cũng không bằng sống lâu sống lâu vẫn hơn là thực lực mạnh lão lắc đầu vẻ mặt thổn thức cảm giác như cảnh con người mất vân tiêu không nói gì thanh niên lại nhìn về phía tô vũ trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt dò xét trên dưới một phiên tựa như đã hoàn toàn nhìn thấu tô vũ tô vũ không dám nghĩ gì khác lúc này hắn không dám nghĩ lung tung điều duy nhất dám nghĩ là mấy chữ bánh nhân động sen ra cha của cục lông nhỏ tên là bánh nhân động cái tên đáng chiêu biết bao cũng thông tục vô cùng không hề tệ tí nào cha là bánh nhân động con là cục lông nhỏ rất tốt về sau không gọi đối phương là cục lông lớn nữa phải gọi là bánh nhân động đương nhiên nếu mình không sợ chết thì có thể làm như vậy hắn nghĩ đủ thứ linh tinh thanh niên đối diện lại dò xét hắn một lượt nửa ngày sau mới chậm rãi cất tiếng đã mở chu thiên minh khiếu nhưng chu thiên thần khiếu thì chưa triển khai toàn bộ sao chưa ạ à? tô vũ vội vàng đáp lời thanh niên cười nhạt nói minh khiếu mở cũng là đánh bậy đánh bạn mới chỉ mở một nửa thiên khiếu không biết là vận khí tốt hay là không tốt nữa thiên khiếu mở một nửa cũng không phải chuyện tốt gì phiền phức hấp thu tử khí làm nơi phát ra năng lượng ngươi hiển nhiên cũng biết đại nhân ta thanh niên giơ tay lên ngăn tô vũ lại đoạn nói nửa cái thiên khiếu này hấp thu tử khí quá nhiều sẽ không phải là chuyện tốt không sớm thì muộn cũng sẽ hấp thu đầy tử khí tràn lan ra nếu muốn thay đổi thì rất khó bất quá về sau là chuyện tốt hay là chuyện xấu thì cũng không dễ nói trước thanh niên khẽ cảm khái ta không mở thiên khiếu đối với việc này cũng chỉ là kiến thức nửa vời có lẽ ngươi là tu giả duy nhất mở ra thiên khiếu từ sau thời kỳ thượng cổ tô vũ giải thích không phải ta nhân tộc đã từng có người mở được khiếu này bất quá bởi vì dương khiếu hấp thu năng lượng quá nhiều cuối cùng vì chống đỡ không nổi nên vị cường giả đó chết rồi mạnh cỡ nào thanh nên tỏ ra hứng thú tô vũ thì hờ hững cất lời lăng vân cửu trọng vân tiêu im ắng thanh niên cũng im bạc. lăng vân là cảnh giới nào ấy nhỉ rất lâu rồi khôn còn nghe tới cảnh giới ấy nữa nhất thời cũ quên mất chương 1898, diệt rồi lại mở mở rồi lại diệt thanh liên không nói gì nửa ngày sau mới cười bảo nhưng tộc quả nhiên vẫn được trời yêu ái lần lượt bị diệt lần lượt quật khởi tô vũ rừng sốt lần lượt bị diệt ý gì thế thanh niên chậm rãi nói khôn đề cập tới việc này vội bây giờ hẳn là nhân cảnh biến hóa rất lớn truyền thừa đã đoạn tuyệt chưa tô vũ thận trọng đáp tộc chúng ta có không ít vô địch ta nói là thượng cổ truyền thừa tô vũ lắc đầu cái này thì ta không rõ ở nhân cảnh ta chỉ là tiểu nhân vật ta không biết được tin tức của cao tầng đây là lời nói thật hắn thật sự không biết tình hình cụ thể của nhân tộc, khi hắn rời đi thì mới chỉ là đằng không mà thôi. Tại nhân tộc, Tô Vũ thật sự không tính là đại nhân vật gì, Vân Tiêu thì biết nhiều hơn, nàng mở miệng đáp, ta đoán truyền thừa của nhân tộc đã đạt tuyệt, hiện tại đều chỉ do một vài di tích chống đỡ, sản sinh ra hơn 10 vị vĩnh hằng. Thanh niên hiểu rõ, khẽ cảm khái, cũng coi như được trời yêu ái. Khí vận hương thịnh, chỉ có một ít ban tặng mà lại sinh ra hơn 10 vị vĩnh hằng. Quả là khó mà tưởng tượng nổi đó là vận khí cũng là thiên phú tô vũ gật gật đầu đúng là như thế thật nhân tộc vẫn rất trâu bỏ mấy trăm năm trước chẳng có một vị vô địch nào mắt thấy đã sắp đến lúc tuyệt diệt nháy mắt lại xuất hiện mấy chục vị vô địch không thể không nói điều này đã khiến toàn bộ chư thiên đều rung động thế này mà cũng được ư có chủng tộc nào sánh bằng với nhân tộc dù cho đạt được di tích thì cũng không phải có thể trở thành vô địch ngay quả là chủng tộc yêu nghiệt việc xuất hiện mấy chục vô địch trong cùng một khoảng thời gian đã phá vỡ toàn bộ thế cục chư thiên vạn giới giúp nhân tộc một lần nữa cuột khởi, trở thành thập cường chủng tộc, thậm chí là cường tộc trong năm vị trí đầu. Thanh niên nhìn về phía Tô Vũ, chậm rãi nhận xét: "Ngươi mở Chu Thiên Khiếu, học xong mũ hành thần quyết, đáng tiếc còn chưa đủ viên mãn, cũng đều không dựa vào ngoại vật nên không tồi. Thân thể ngươi rất cứng cỏi, là học được thực thiết 72 đúc, xem ra sắp hoàn thành rồi. Ngươi cũng là kẻ khiến ta phải kinh ngạc." Lão vừa quan sát vừa nói: "Thần văn chiến kỹ của ngươi có vẻ như lão đã nhìn ra cái gì đó." Nửa ngày sau mới lắc đầu nói: Cách này hoàn thành còn xa lắm, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Văn mộ bia lão bỗng nhiên sừng sốt một chút, nhìn về phía tô vũ, mà tô vũ cũng thầm giật mình. Cái này mà ngài cũng thấy sao? Thanh niên hơi trần chờ đây là vật bất tử, tốt nhất thôi được rồi. Đây cũng là vật hiếm hoi còn sót lại của nhất mạch nhà ngươi. Bất quá ta nói thật, văn mộ bia không phải vật tốt. Năm xưa thực ra, nó không phải là vì truyền thừa mà lưu lại. Nó thật sự là mộ bia. Tô vũ sừng sốt hỏi lại, thật sự là mộ bia tay, thanh niên thở dài, đúng, là mộ bia. Đây là do một đám cường giả cùng đường mạt lộ vì tưởng niệm vị kia, cuối cùng dùng hủy diệt làm cái giá để xây một tòa mộ. Đây chính là mộ bia của đối phương thế mà lại có thể truyền ra, vân tiêu tặc lưỡi, ta nói mà. Hàn gì có chút quen mắt, quả nhiên là mộ bia của cái nó, thanh niên lật đầu, chính là nó. Không ngờ lại bị lưu truyền ra ngoài, cho lý thuyết thì không nên lão chợt nhìn về phía tô vũ, mở miệng hỏi, là ai lấy ra. Tô Vũ ngập ngừng đáp, nhất đại của đại hạ phủ, đệ đệ của đại hạ vương, đại hạ vương thanh niên rơi vào trầm tư. Rất lâu sau mới lên tiếng, ngươi có thể lấy mộ bia này ra át không phải kẻ bình thường, đại hạ phủ đại hạ vương, chẳng lẽ là huyết mạch của thượng cổ nhân vương sao? Tô Vũ sừng sốt nhìn lão quy, sao lại kéo đến tận nhân vương rồi? Thanh niên không muốn nhiều lời thêm về vấn đề này, lão chỉ dặn, ngươi phải giữ vật này cho kỹ, mặc dù không rõ truyền thừa ra sao. Thế nhưng nhất mạch của ngươi cũng tính là đồng nguyên, các ngươi y giữ nó thì không sao, có điều để những người khác lấy được thì sẽ xảy ra chuyện. tô vũ bị lão làm cho hốt hoảng, cảm giác văn mộ bia có lai lịch rất lớn, rốt cuộc là mộ bia của người nào vậy? hạ thần lấy được từ đâu? nghe nói đó cũng là một di tích, người khác đều chứng đạo trong nó. chỉ mỗi hạ thần là không, ông chỉ lấy được mộ bia này mà thôi. tô vũ nhị không được nói, đại nhân, nghe nói văn mộ bia lấy được từ một di tích, nhân tộc đã từng thu không ít bảo vật từ các di tích, những vị vua địch khai phủ đều chứng đạo ở trong đấy thế nhưng trong di tích này hình như chỉ có mỗi mình văn mộ bia thanh niên trầm ngâm một lúc mới chậm rãi nói di tích chứng đạo di tích khi tích có rất nhiều loại di tích mà ngươi nói với di tích mà ta hiểu khả năng là có một ít sai lệch thanh niên giải thích di tích trong nhận thức của ta là nơi lưu lại vật truyền thừa từ sau khi thượng cổ phá diệt những vật này chưa chắc đã mạnh thế nhưng chúng lại rất trọng yếu không phải là cái việc chứng đạo gì đó có thể so sánh được dĩ nhiên có nhiều thứ chưa chắc đã có thể giúp ngươi mạnh lên thế nhưng ý nghĩa của nó lại rất quan trọng di tích thượng cổ lưu lại chưa chắc là vì để cho ngươi mạnh lên có lẽ là vì giúp ngươi tìm ra con đường của riêng mình mà di tích trong miệng ngươi lão dừng một chút mới nói có vẻ giống lần đầu thức tỉnh là truyền thừa mà nhân tộc lưu lại tô vũ sửng sốt nhìn lão ngày hôm nay đối phương đã tiết lộ rất nhiều điều mà hắn chưa từng tưởng tượng ra hắn bề màn hỏi đại nhân lần đầu thức tỉnh là có ý gì thanh niên cười nhạt đừng nói là ngươi cảm thấy từ thời đại phá diệt đến nay chư thiên vạn giới vẫn luôn là như này đấy chứ tô vũ lại càng mờ mịt không phải vậy sao?" Vân Tiêu cũng nói thẳng. Từ sau khi thượng cổ phá diệt, Chư Thiên vạn tộc đều thức tỉnh mấy lần, xem như thức tỉnh Văn Minh, Chư Thiên chiến trường cũng không phải là lần đầu mở ra, lần này nhân tộc các ngươi thức tỉnh cũng không phải lần đầu tiên, sau nhiều lần phá diệt thì mới có cục diện hiện tại. Tô Vũ rung động, lời mà Vân Tiêu vừa nói và lịch sử mà hắn được học là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, lịch sử nhân tộc chỉ có hơn 400 năm, hơn 400 năm trước hình như là vương triều phong kiến, có một ngày vương triều bị phá diệt, kẻ địch ngoại vực ập đến về sau vương giả khai phủ quật khởi sáng tạo ra thời đại khai phủ đây chính là lịch sử mà đám tô vũ được học trước khoảng thời gian ấy thì cơ hồ không có gì chép gì hết nhưng hôm nay có người lại nói cho hắn biết kỳ thật chư thiên chiến trường không phải mở ra lần đầu tiên mà là đã mở ra rất nhiều lần mà thời kỳ đại phá diệt của nhân tộc cũng không phải lần đầu rất nhiều lần diệt rồi lại mở mở rồi lại diệt điều này không thể tưởng tượng nổi vân tiêu cũng không hề thấy kỳ quái nàng nói lần trước khi nhân tộc văn minh phá diệt đại khái là ở hơn năm ngàn năm trước gia ta còn nhớ không ít chuyện bởi vì thành chủ của ta khi ấy là một vị thuộc nhân tộc tô vũ càng nghe lại càng thấy hỗn loạn khẽ lẩm bẩm vậy có nghĩa di tích hiện tại của nhân tộc không nhất định là được lưu lại từ thời thượng cổ thượng cổ nào có nhiều di tích như thế để lưu lại vân tiêu cũng không khách khí nói thẳng ta chỉ biết tinh vũ phủ đệ là di tích thượng cổ thực thụ còn chỗ khác thì chưa từng thấy có thấy thì cũng bị người khác lấy mất chân chính truyền thừa đến bây giờ thì không có nhiều dựa theo lời ngươi nói thì rất có khả năng đệ đệ của đại hà vương đã tiến nhập di tích thượng cổ mà đại hạ vương lại kế thừa di tích sau thượng cổ thời kỳ thượng cổ có ai nhàn rỗi không chuyện gì làm mà đi lưu lại chỗ chứng đạo gì đó cho hậu nhân đâu ở thượng cổ nơi nơi đều có thể chứng đạo sau thượng cổ là kỳ đại phá diệt nhưng tộc thức tỉnh mới lưu lại hàng loạt chuẩn bị về sau lưu lại cơ hội chứng đạo lưu lại cơ hội thức tỉnh văn minh lần nữa tô vũ giật mình thì ra là thế ở thời thượng cổ nơi nơi đều có thể chứng đạo Căn bản không cần thiết lưu lại cái gì, có lẽ nhân tộc thượng cổ đều không nghĩ tới việc mình sẽ bị phá diệt, cho nên hoàn toàn không có ý định lưu lại truyền thừa hoàn thiện giúp người ta một đường tu luyện tới vô địch, không cần thiết. Chỉ có trải qua một lần, người đời sau mới biết văn minh sẽ bị phá diệt, văn minh rực rỡ thời thượng cổ đều đã tan vỡ, vậy thì phải lưu lại chuẩn bị cho đời sau. Cho hậu nhân cơ hội vùng lên. Lúc bấy giờ mới phù hợp. Chương 1899, cực kỳ ác miệng Tô Vũ hít sâu một hơi nhị không được nói. Vậy là nhân tộc đã thức tỉnh mấy lần nhưng đều bị diệt, Vân Tiêu cười nhạt, cũng không phải, có một lần nhân tộc đã đánh thắng, nhưng đa số thời điểm đều là lưỡng bại câu thương, tự trở lại hang ổ liếng vết thương, nhân tộc trời sinh liền bị nhằm vào, không có sức áp chế giới vực là điều không may, một khi xuất hiện. Hoặc là quét ngang chư thiên, hoặc là chỉ có thể phá diệt, không ai có khả năng khoan dung để cho nhân tộc tồn tại, huống chi lòng xâm lược của nhân tộc rất nặng, lần đầu thức tỉnh ta nhớ đã có không ít cường giả nhân tộc kêu gào muốn khôi phục thượng cổ vinh quang quét ngang chư thiên kết quả lại bị vạn tộc đẩy ngã sự thống trị kém chút đã hủy diệt nhân tộc từ thủ thượng cổ đến nay nhân tộc chưa từng sinh ra văn minh sư vô địch sao không thể mở ra sức áp chế nhân cảnh được à tô vũ hỏi bân tiêu thoáng trần chờ thanh niên nghe vậy thì thay nàng giải thích lực áp chế nhân cảnh chúng ta không phải nhân tộc nên cũng không biết nhiều về vấn đề này chỉ biết một chuyện duy nhất lực lượng, lượng giới vực mở ra nhân cảnh cực kỳ khó tình huống cụ thể có lẽ chỉ nhân tộc các ngươi tự biết cho nên nhân tộc các ngươi hoặc là phá diệt hoặc là xương bá một khoảng thời gian rồi lại lần nữa phá diệt chưa từng có ngoại lệ bởi vì dù các ngươi xương bá thì cũng sẽ không khiến vạn tộc hết hy vọng vạn tộc chắc chắn sẽ không can chịu hú chi nhân tộc đời sau cũng không sánh được với thời thượng cổ nói đến đây thanh niên khẽ mỉm cười không đề cập tới những thứ này nữa chúng đều đã là lịch sử đều là chuyện cũ đến bây giờ mà nhân tộc còn tồn tại thì chỉ có thể nói rằng đã được trời yêu ái cụm từ này đã được lão nói rất nhiều lần tô vũ suy nghĩ một chút bèn gật đầu cũng đúng dựa theo lời của bọn họ trải qua phá diệt nhiều lần vô số chủng tộc đã trở thành quá khứ duy chỉ có nhân tộc vẫn luôn tồn tại dĩ nhiên là còn có một số cổ tộc nữa kỳ thật điều này chẳng hề dễ dàng chút nào đến mức ấy mà vẫn bất diệt lợi hại thanh niên truy hiền đề tài khác ngươi xác định ngươi muốn trở thành chủ nhân tòa thành này tô vũ hơi do dự cuối cùng dứt khoát đáp đúng vậy ta muốn làm thành chủ nơi đây thanh niên khẽ cười đừng nóng vội có một số việc ta vẫn phải nói rõ với ngươi tòa thành này tên là hồng mông thành nó đã tồn tại từ thời thượng cổ trong 36 thánh thành nơi đây chính là đệ nhất có thành này thì mới có 35 tòa thánh thành về sau phong tỏa lối đi tử linh tử linh là chủng tộc rất đặc thù tên cổ bất diệt thanh niên giải thích cận kẽ lịch sử tử linh lâu đời hệt như nhân tộc ngay từ đầu cũng không có vấn đề gì mãi đến một ngày biến cố phát sinh tử linh giới và sinh linh giới cùng xuất hiện mà tử linh lại có khả năng xâm lấn giới vực sinh linh từ đó về sau nhiệm vụ của chúng ta chính là phong tỏa với này không cho sinh linh cùng tử linh tiếp xúc mà thánh thành là thứ đứng giữa đây chính là nơi giao hội của sinh linh cùng tử linh tòa thành này lại là chỗ có độ trọng hợp cao nhất dưới lối đi tử linh ở đây là một giới vực tử linh mạnh mẽ từ khí hết sức nồng động không ngừng có tử linh quân chủ xuất hiện không ngừng tiến công giới này nếu ngươi vánh chịu hồng mông thành hiện tại thì ta còn có thể miễn cưỡng trấn thủ một khi ta lực bất tòng tâm từ khí lan ra sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi những đam quan nơi đây không có nhiều bạo động bởi vì tử linh vẫn đang chờ đợi thời cơ làm tiêu hao ta Tan nhi rất nhanh thôi nơi này sẽ xuất hiện tử linh mãnh liệt hơn tới trùng kích mà nhiệm vụ của ngươi sẽ hết sức gian khổ tô vũ chờ lão nói xong hắn không để ý tới những hiểm nguy mà lão cảnh cáo trước đi thẳng vào vấn đề của mình đại nhân nếu ta vì đại nhân gánh chịu tử khí đại nhân có nguyện ý ra tay giáo huấn đám tử địch ngoài kia vì ta không chúng ta không nói cái khác chỉ bàn lợi ích ngươi giúp ta thì ta liền giúp ngươi cầu phú quý trong hung hiểm Vật nguy hiểm là chuyện quá bình thường không phí công là được không có nguy hiểm thì bán hoàng người ta dựa vào cái gì để giúp ngươi thân quen nhau lắm sao lão còn chẳng phải là nhân tộc chẳng lẽ là vì ngươi lớn lên rất đẹp trai Chư thiên vạn giới không nói lợi ích mà chỉ chú trọng tình cảm vậy thì chính là đùa mịch lưu manh thanh niên khẽ cười chỉ cần ngươi có thể đến giúp ta vào lúc ta cần thì phàm là chuyện trong quy tắc ta cũng có thể ra tay giúp ngươi quy tắc tô vũ cẩn thận hỏi lại quy tắc mà đại nhân nhắc đến có giống như quy tắc của các tòa cổ thành khác không? Không kém bao nhiêu. Thanh niên đáp, bất kỳ việc gì đều có thể trả giá tương xứng. Nếu ngươi có công trấn áp lối đi, vậy dĩ nhiên sẽ được đền bù tổn thất tương ứng. Chân giữ tử linh thông đạo chính là đại công, đá tiếc thượng cổ đã phá diệt. Không cách nào xây thêm thánh thành, bằng không thì xây thêm một tòa thánh thành nữa. Khi đó ngươi có thể một mình chấn thủ một thành, trở thành đồng liêu với chúng ta, tô vũ oán thầm, quên đi thôi ta không muốn trở thành chấn thủ giả quá thảm vô số năm tháng hóa thành tựa đá chỉ có thể lẳng lặng nằm im một chỗ nói thật đổi thành tô vũ thì có lẽ đã sớm phát điên rồi lão quy rõ ràng nhìn ra tâm tư của hắn cười khẽ lấy ra một tấm lệnh bài màu đen đây là thành chủ lệnh luyện hóa xong thì ngươi chính là thành chủ của nơi này từ nay về sau ngươi và hồng mông thành vĩnh viễn tương liên oanh lão vừa nói xong thành chủ lệnh đột nhiên bộc phát ra khí tức cực kỳ cường hãn ha 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 bản tọa cũng muốn xem thử người nào có tư cách kế trừ vị trí của bản tọa uy áp mạnh mẽ chèn ép tới nỗi khiến cánh tay tô vũ trực tiếp nổ tung huyết nhục văng tung té tô vũ biến sắc bấy ư hắn cắn răng tình huống gì đây Khí huyết của hắn vội bùng nổ ngầm nhẹ một tiếng tay phải nhô ra vô một cái về phía thành chủ lệnh tay trái thủ thương thì nắm lại đấm ra một quyền lúc này trên thành chủ lệnh toát ra một cái bóng mờ vân tiêu vừa muốn tiến lên giúp đỡ thì lão quy đã khoát tay truyền âm nói không vội xem thêm chút đã đây là dấu ấn sinh mệnh năm xưa tên kia lưu lại chỉ là một đạo quá khứ thân thôi khai thiên mà lúc bấy giờ tô vũ quát lớn một tiếng hắn nít truyền từ khí dương khiếu cũng bùng nổ rồi đấm ra một quyền đồng thời nhanh chóng chém xuống một đao trong hư không khí tức của cái bóng mờ kia cực kỳ cường hãn nó cười khẩy không chỉ thản nhiên đưa thân đón đỡ mà còn vung tay lên đấm ra một quyền ầm ầm tô vũ bay ngược trong miệng chảy máu bóng mở thoáng chấn động một cái nhưng rất nhanh đã lấy lại tư thế cao ngạo hất cằm nói quá yếu lão quy người thế này mà cũng xứng kế thừa chức vị thành chủ hồng mông thành ngươi đang nhục nhã ta quá yếu yếu sao tô vũ cắn răng nhục nhã ngươi ta yêu lắm a à. hắn đã nhìn ra đây không phải là người có vẻ chỉ là một đạo ấn ký lưu lại trên thành chủ lệnh ta yếu lắm ư chẳng qua chỉ là vì thời gian tu luyện quá ngắn ta mà yếu sao ngươi đang xem thường ta tô vũ giận điên quát lên một tiếng lớn lần nữa xông lên trước như thể liều mạng mà đấm ra một quyền rồi lại một quyền không chỉ như thế hắn còn vận dụng thời gian chi pháp trong nháy mắt đã bùng nổ hắn nhìn ra đây chỉ là tàn ảnh quá khứ thân lưu lại mà thôi can dỡ cái gì chứ ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi quyền cước cùng lúc được sử dụng thời gian luân truyền tô vũ quyết tâm đá chết cái tên vương bát đản đối diện tô vũ không chỉ đám ngươi mà còn đang kích thích đối phương tại yếu ta mới chỉ tu luyện một năm ngươi thì sao ngươi là cái gì mà cũng xứng đòi so với ta ta giết đến tận địa nhất thiên bảng chư thiên vạn tộc đều phải tinh phục ngươi là ai chẳng lẽ ngươi là vị thành chủ năm đó ngu xuẩn chơi với lửa rồi có ngày chết cháy là cái tên muốn xưng bá chư thiên nhưng cuối cùng lại chết đến thế lương kia à tô vũ cũng không ngốc đại khai đoán được đối phương là ai vừa mạnh mẽ công kích vừa không ngừng kích thích đối thủ ta yếu ư ta mới chỉ là đằng không mà thôi còn ngươi lại là cảnh giới cỡ nào ngươi mà cũng xứng so với ta biết cái gì gọi là đằng không không có dũng cảm thì giao chiến cùng giai một phen một quyền đánh không chết ngươi thì đó là ta không có năng lực hài hước không biết trên đời này có bao nhiêu lão dù vạn năm đi tỉ thí cùng một thiếu niên không đến 20 tuổi tuổi như ta dùng cảnh giới nhật nguyệt vô địch để đấu với một vị đằng không ngươi mà cũng xứng nói ta yếu tô vũ cực kỳ ác miệng chương 1900, giao chiến với tàn ảnh của thành chủ tiền nhiệm lúc này hư ảnh trong thành chủ lệnh cũng bị thời gian chi pháp của hắn đá đến rung động cộng thêm những gì Tô Vũ nói thật sự đã kích thích nó, hư ảnh kia bỗng nhiên rút về. Lùi ra một chút khoảng cách, nhìn về phía Tô Vũ rồi bật cười, ngươi rất thú vị đằng không à, Tô Vũ là đằng không sao, hình như là thế. Ý chí lực Lăng Vân, thân thể lại là đằng không, cũng giống như Lăng Vân. Đao khí của hắn đã thê biến một lần, thế nhưng cảnh giới Tô Vũ còn thấp cũng là sự thật, cảnh giới thấp, thực lực thấp, hỏi phải lấy cớ, hư ảnh thản nhiên cất tiếng. Không thể bởi vì ngươi yếu nên ngươi oán trách người khác mạnh hơn ngươi, sinh sớm hơn ngươi được người ngoài không có nghĩa vụ chờ ngươi lớn lên chờ ngươi mạnh lên ngươi yếu ngươi còn trẻ chỉ có thể nói đó là đáng đời ngươi tiên tổ của ngươi tuổi tác khôn nhào vì sao không thể mạnh mẽ khôn cùng khiến tổ tiên của ngươi tới đánh chết ta rất có lý tô vũ cảm thấy bản thân đã gặp được đối thủ còn rào biện hơn ta nhiều tô vũ có loại hưng phấn gặp kỳ phùng địch thủ hắn lại điên cuồng lao lên cũng đúng vậy trước tiên ta đánh chết ngươi đã rồi lại nói không cần chờ tiên tổ của ta oanh Đại chiến lần nữa bùng nổ, Tô Vũ tung đao thương kiếm kích, đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện, thủ đoạn nhiều đến mức khiến cho y ta giận sôi máu, Ma Lâm, thần biến cũng một mạch xuất ra, chỉ tiếc thiếu tinh huyết, bằng không thì Tô Vũ sẽ thôn phệ tinh huyết để chơi chết cái tên này. Lúc bấy giờ, thời gian chi pháp cũng bị Tô Vũ dùng liên tục, đã cho thời không giống như đều đang không ngừng gợn sóng, không những thế, Tục Long nhỏ trốn vào hư không cũng âm thầm thôn phệ liên tục vô số ý chí lực tiên kia tản ra, đúng vậy tàn ảnh quá khứ kỳ thật cũng là một loại ý chí lực ý chí lực quá mạnh nên có thể lưu lại ấn ký ở trong thành chủ lệnh thân thể nịch truyền tử linh tô vũ không ngừng hấp thu tử khí do tinh nguyệt cung cấp mà tinh nguyệt ở nơi xa lại có điểm kháng cự giống như không muốn cung cấp tô vũ thấy vậy thì thầm mắng một tiếng làm gì thế hả ta đang đánh nhau đấy ngươi bỏ ra chút tử khí cũng đâu có chết được rất lâu rồi tô vũ không sảng khoái mà đánh một trận như vậy lúc này hắn triển lộ ra thập bát ban võ nghệ toàn bộ phát huy sạch sẽ Ngũ hành động thuật hóa thành hư ảnh, kiếp nạn đi đầu, tĩnh nhân đánh lén đối phương cũng có rất nhiều thủ đoạn. Bất quá đánh một hồi thì hư ảnh đã có chút tán loạn, nó bỗng nhiên lui lại mấy bước, thủng thức nói: Ta niệm của ta đã hao mòn quá nhiều, bằng không ẩm. Tô Vũ căn bản không để cho tên kia có cơ hội được nói. Lại nhảy cái gì? Đánh chết ngươi quan trọng hơn. Ngươi nằm mơ đi. Vừa rồi ai bảo là ta trẻ tuổi, đáng đời ngươi tàn niệm không mạnh. Ngươi có năng lực thì mau phục sinh đánh chết ta xem. Rầm 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 một cây đại chùi hiển hiện tô vũ lại lần nữa điên cuồng nện đánh đối phó thứ này thì khoách thần chùi sẽ có hiệu quả khá hơn một chút điên cuồng nện một hồi hư ảnh kia mấy lần muốn nói chuyện nhưng tô vũ kiên quyết không cho nó mở miệng cho kẻ địch cơ hội nói chuyện làm gì đánh chết rồi chậm rãi nói nện gõ lửa đốt dìm nước từ khí ăn mòn tô vũ hệt như một công cụ hình người không biết mệt mỏi điên cuồng nện hơn một giờ kích cuối cùng ầm vang một tiếng nện cho hư ảnh nổ tan tành ta hư ảnh tiêu tán mang theo cảm xúc bó tay cạn lời, mang theo cảm xúc ngơ ngẩn không biết phải nói gì, đệt nhà ngươi. Vì sao không để ta nói xong? Ngươi có lời gì thì bây giờ nói đi. Tô Vũ thở hồn hền, kịch liệt thở dốc nhìn hư ảnh đã tiêu tán, hắn âm thầm sai sử cục lông nhỏ ăn nhiều một chút. Ngươi thử nói xem, ngươi không nói thì ta coi như ngươi ngầm thừa nhận ngươi y là phế vật, phế vật quả nhiên mãi là phế vật, cơ như ngươi mà còn dám khảo nghiệm ta. Tô Vũ cười nhạo một tiếng, mắng cho ngươi đều không cách nào phản bác, ngớ ngẩn, ở bên, lão quy và vân tiêu chứng kiến một màn này đều lộ ra ánh mắt dị dạng ngươi đã đánh tan tàn ảnh rồi ngươi bảo người ta nói kiểu gì một mình ngươi nói chuyện tự vui tự cười là ngươi không biết tên kia đã triệt để tiêu tán rồi sao tô vũ dĩ nhiên biết bất quá thì đã sao đối phương tiêu tán thì mặc sắc nó không trở ngại việc hắn khinh bỉ vài câu còn chuyện có thể nghe được hay không thì đó là vấn đề của đối phương nói hay không mới là việc của ta lão quy nhìn tô vũ nửa lây sau mới lên tiếng ngươi đã đủ tư cách kế thừa vị trí thành chủ có điều ta phải nhắc nhở ngươi một câu chỉ sợ ngươi sẽ có nhiều thêm một vị cường địch tô vũ nhìn về phía lão quy lão quy không nói gì lối đi bắt đầu bạo động ngươi nào đó không một vị quân chủ nào đó đang điên cuồng gào thét nổi trận lôi đỉnh tức giận bị đánh tan thì thôi đi tên kia còn không cho y nói câu nào con cho phúng y rằng nếu có năng lực phục sinh thì tới đánh hắn thử xem tốt lắm ta đến rồi đây dưới mặt đất tử linh đội vương miện vô cùng phẫn nộ không thể có chuyện như vậy được ta muốn giết ra hỏa này đồ hỗn trướng một chút ý tứ anh hùng tiếc anh hùng cũng không có tô vũ ta nhớ kỹ ngươi lối đi tử linh bạo động không gian bên chỗ tô vũ cũng chấn động một cái rất nhanh thanh niên đã tan biến mà thoáng chốc sau tô vũ liền xuất hiện trong một đại điện một tôn tượng đá đa xếp bằng ở trong hậu điện mới từ trong không gian đi ra bên tai liền truyền đến tiếng gầm gừ ta ra rồi tô vũ không phải ngươi bảo ta đi ra sao ta đến rồi đây ngươi chờ đó tô vũ sừng sốt nhìn quanh hôm nay hắn thật sự đã phải sừng sốt rất nhiều lần cái quỷ gì thế thanh âm này có vẻ giống tàn ảnh vừa bị hắn đánh tan nhưng hiện tại thanh âm ấy dường như chuyển ra từ trong lối đi tử linh ầm ầm lão quy bùng nổ khí tức chấn áp lối đi toàn bộ thế giới trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại vân tiêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua tô vũ thấy hắn đang ngốc chạy thì cho là hắn sợ vội vã trần an không có chuyện gì đâu không có việc gì thì tên kia không ra ngoài được hồng mông thánh thành không có ai ở đây y muốn xuất hiện sẽ rất khó không phải tô vũ có chút hồ đồ luôn rồi vân tiêu đại nhân đây là tình huống gì không có gì nam xưa vã thành chủ kia bị giết tại thánh thành về sau đã chuyển đổi thành tử linh hơn nữa còn trở thành tử linh quân chủ bây giờ kẻ ở trong thông đạo hồng mông thánh thành không ngừng đòi ra ngoài giết người chính là người này tô vũ ngoài ý muốn ý của đại nhân là thành chủ tiền nhiệm đã hóa thành tử linh đúng và vẫn còn có trí nhớ lưu lại một chút trí nhớ thôi. Tô Vũ im lặng, nói như vậy mới rồi ta đánh nổ tàn niệm của y thì hiền nhiên thi đã biết rõ, ta khiêu khích y có bản lĩnh thì phục sinh tới giết ta, y cũng đã nghe thấy hết, người ta mặc dù không thể phục sinh, nhưng người ta vẫn còn có sức chiến đấu, còn là một vị tử linh quân chủ nữa, thế này cũng được sao? Được rồi, hình như là có thể, Tô Vũ cũng nghĩ tới việc ngày nào đó chính mình chết đi thì sẽ hóa thành tử linh. Nếu có thể lưu lại trí nhớ thì mình cũng phải mang tha tử linh ra bên ngoài báo thù rửa hận, không ngờ thực sự đã có người làm như vậy